Chương 1 01 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thịnh vi ngữ xuống máy bay thời điểm, chính là buổi sáng thái dương sắc bén nhất thời điểm. Tham gia mấy ngày khẩn trương giao lưu hội, lại ngựa không dừng vó một mình bay trở về nước, nàng hiện tại cả người rã rời đến đầu nặng chân nhẹ. Máy bay hạ cánh, nàng thẳng đến trung tâm thành phố thương nghiệp đường phố, vừa cho Hạ Đình gọi điện thoại, ngươi hiện tại ở đâu? đầu bên kia điện thoại có chút tạp âm, Hạ Đình Thanh âm lộ ra chút không kiên nhẫn, cùng sư đệ tại phòng thí nghiệm làm thí nghiệm đâu, có việc. Thịnh vi ngữ nhìn qua cách đó không xa một nhà hàng, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi không phải ở nước ngoài sao? Quốc tế tiền điện thoại đắt như vậy, có chuyện gì về nước nói thôi, ta phòng thí nghiệm bận biệu, treo. Không đợi thịnh vi ngữ lại nói cái gì, điện thoại liền treo. Thịnh vi ngữ nhếch lên môi, siết chặt điện thoại, hướng mặt trước nhà kia cao cấp phòng ăn đi qua. Ánh mắt chết khóa tại một chỗ. Khi là bê thị nổi danh nhất cao cấp phòng ăn một trong, nổi danh khác một cái thuyết pháp, quý. Chỉ là hẹn trước, liền có thể tiêu hết phổ thông bạch lĩnh hơn nửa tháng tiền lương, có thế tới đây tiêu phí, không phú thì quý. Tới gần cửa sổ sát đất một bàn, là đối quần áo tịnh lệ nam nữ trẻ tuổi, trai tài gái sắc, lẫn nhau xoa bóp mặt lau lau miệng, trong lúc nói cười cử chỉ thân mật. Lúc này, trên bàn điện thoại di động kêu linh chấn động, nam sinh trên mặt cười lập tức phai nhạt rất nhiều, trong mắt hiện ra không kiên nhẫn thần sắc. Giống như là không kiên nhẫn kỳ phiền, hắn rút cục tiếp lên điện thoại, mặt mũi tràn đầy đều là không kiên nhẫn. Mà tại nam sinh nghe đứng không, nữ sinh cũng vẫn như củ nũng nịu tựa ở nam sinh trong ngực, đầy mắt tiểu nữ nhân yêu thương. Thịnh vi ngữ lôi kéo sách cán rương đi vào, vòng lăng tại mặt đất phát ra ùn ụt ùn ụt tiếng vang vạch phá trong tiệm bình tĩnh nàng bên tai nâng điện thoại di động trong điện thoại di động truyền đến giọng nam cùng ngay tại nghe nam sinh thanh âm dần dần ăn khớp ta không phải nói ta phòng thí nghiệm bận biểu sao ngươi còn vi 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 ngữ bởi vì kinh ngạc mà bỗng nhiên trở nên bén nhọn giọng nam kinh quá điện thoại di động sóng điện chuyển đổi truyền tới có chút chói tai Thịnh vi ngữ không chút hoang mang cúp điện thoại, nhìn về phía trước mặt quá sợ hãi nam sinh, châm chọc ngoắt ngoắt môi, tại phòng thí nghiệm bận biệu. Nam sinh mặt tóc màu trắng, lúng cuốn tay chân đẩy ra còn dính trên người nữ sinh, bối rối nói chuyện đều lắp bắp, vi 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 ngữ, ngươi làm sao ngày hôm nay trở về về. Thịnh vi ngữ không có phản ứng hắn lời này, nàng buông ra sách cán, hướng hạ đình chỗ ngồi phương hướng đi rồi một bước, ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn nữ sinh trên thân, Giống như cười mà không phải cười, cùng tiểu sư đệ. Hạ đình ngồi không yên, vụt một chút từ trên chỗ ngồi bắn lên, vi ngữ, ngươi nghe ta nói, ta. Nghe ngươi nói ngươi là như thế nào thừa dịp ta đi công tác, cùng những nữ nhân khác anh anh em em, ngươi một câu lão công ta một câu lão bà, lại ở trong điện thoại lừa gạt ta, ngươi tại phòng thí nghiệm cỡ nào bận rộn cỡ nào khổ cực. Thịnh vi ngữ đoạn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói móc, lại bỗng nhiên lạnh xuống sắc mặt. Hạ Đình, ngươi làm ta ngốc. Hạ Đình còn nghĩ biện giải cho mình, Vi Ngữ, ta chia tay. Thịnh Vi Ngữ lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào, vứt xuống câu này, xoay người cũng không quay đầu lại đi. Vi Ngữ, Hạ Đình đuổi theo, bắt lấy tay của nàng. Tại cổ tay bị Hạ Đình bắt lấy trong nháy mắt, Thịnh Vi Ngữ nhăn nhăn lông mày. Nàng nghiêng người sang, nhìn về phía Hạ Đình một ngón tay một ngón tay đem tay của hắn vặn bung ra. Khóe môi cong cong, ý cười lại chưa đạt đáy mắt. Đừng bắt ngươi sát qua người khác miệng tay đến đụng ta, ta ngại bẩn. Thanh âm thấp mềm, âm cuối cố ý kéo đến trường, phối hợp cái kia châm chọc biểu lộ, để cho người ta cổ họng một nghẹn. Chung quanh đã có mấy người tò mò hướng bên này nhìn qua, Hạ Đình cảm thấy thật mất mặt, cắn răng, lớn tiếng nói. Chia tay liền chia tay ngươi cho rằng ngươi là cái gì hiếm lạ nhân vật. Cả ngày liền biết luận văn luận văn, cùng cái bà chủ đồng dạng, lão tử ước gì cùng ngươi chia tay. Thanh âm của nam nhân cao vút chua ngoa, ngôn ngữ khắc bạc, tại an tĩnh trong nhà ăn càng ầm ĩ. Không ít người, đều đem ánh mắt ném hướng bên này, lấy một bộ xem kịch vui tư thái, sống chết mặt bay. Thịnh vi ngữ nhìn chầm chầm hắn, đường vòng cung thật đẹp hàm dưới tuyến giờ phút này căng thẳng vô cùng. Hạ Đình mặt giờ phút này có chút vặn vẹo, cùng hồi trước dịu dàng ánh nắng bộ dáng, tưởng như hai người. Nắm lấy trương hành lý sách cán tay cầm đến khớp nối đều hiện trắng, thịnh vi ngữ khó khăn giật ra một vòng cười, ta coi là, chia tay tốt nhất là kiện để hai người đều thể diện sự tình. Thể diện Hạ Đình nói chuyện càng lớn tiếng, ngươi ngay trước nhiều người như vậy đều mặc tiếng nhà này phòng ăn nói với ta chia tay, ngươi cho ta thể diện. Ngươi nói, Ngươi cùng ta đều kết giao đã hơn hai tháng, ngươi liền mặt đều không cho ta sờ, ngươi cho rằng lão tử cùng ngươi đàm Plato yêu đương. Cái này đều năm 2018, còn coi mình là cái gì trong trắng liệt nữ A. À? Thịnh vi ngữ cắn chặt răng, trong mắt phản phất muốn bắn ra một đám lửa, đem người trước mặt thiêu đốt hầu như không còn. Nàng trầm giọng cảnh cáo, hạ đình, ngươi tự trọng. An tỉnh trong nhà ăn, một nam một nữ dương cung bạc kiếm dằn co. Nữ nhân gắt gao nhìn chầm chầm nam nhân trước mặt, khóc mắt đỏ lên, nắm lấy trương hành lý cánh tay rung nhẹ nhẹ, giống như là đang cực lực ẩn nhẫn lấy cảm xúc. Ánh mắt mọi người đều rơi trên người bọn hắn, nhìn về phía nữ nhân trong ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút đồng tình, lại không người bên trên đến giúp đỡ. Cách đó không xa vị trí, ngồi hai nam nhân, bất động thanh sắc nhìn xem cái này xuất diễn. Hai người đều là rộng chân dài sống móc áo, hết lần này tới lần khác mặt cũng còn ngày thường vô cùng tốt mang theo một loại tự nhiên mà thành khí chất không có tận lực bày ra cái gì động tác tiện tay chụp một tấm hình cũng giống là đang quay họa báo đồng dạng nhất là cái kia xuyên áo sơ mi đen nam nhân dù cho từ đầu đến cuối mặt không biểu tình tùy ý bay tới một chút còn lạnh như băng đến dọa người nhưng như củ ngăn ngăn không được các nữ nhân chạy theo như vịt chỉ là bọn họ nhập tọa cái này mười mấy phút liền đã không còn có năm nữ nhân tới thử đồ bắt chuyện. Kết quả là, đều ngượng ngùng mà về. Một người trong đó mọc ra hồ ly mắt nam nhân, nhìn xem kia đối náo chia tay tình nhân, chật chật hai tiếng, lại là ra ra nam vứt bỏ mỹ nữ nguyên phối, vượt quá giới hạn gái xấu tiểu tam tiết mục. Mặc dù nói cái kia tiểu tam dáng dấp cũng rất thanh tú, tiểu gia bích ngọc một cái, nhưng so với vị kia chạy tới bắt. Giang mỹ nữ nguyên phối, tiểu tam tướng mạo này, cũng liền ảm đạm phai mờ. Nhan giá trị gián người, còn có khí chất, không có đồng dạng đánh thắng được, hết lần này tới lần khác, tra nam liền thích loại này. Loại kịch này, hắn gặp gặp qua không ít, chỉ là không nghĩ tới, hắn bất quá là tại từ nhà công ty dưới cờ trong nhà ăn, cho vừa về nước lão bằng hữu bày tiệc mời khách, còn có thể lại nhìn một chút dạng này già cổ kịch. Lâm ký tựa lưng vào ghế ngồi, lắc đầu cảm thán, hiện tại cái này mắc mù thế đạo đâu, nữ nhân xinh đẹp, đặt vào ta như vậy nam nhân tốt không muốn, hết lần này tới lần khác muốn đi tìm tra nam, tra nam lại đặt vào dạng kia mỹ nữ không muốn, đi vượt quá giới hạn gái xấu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đồng bạn, cố ý trêu chọc nói. Dịch giáo sư, ngươi học vấn cao hơn ta, nếu không, ngươi đến giải thích cho ta giải thích. Ngồi ở lâm ký đối diện nam nhân lạnh như băng liếc mắt nhìn hắn, thanh âm trầm thấp thanh lãnh, coi trọng ngươi, mới là thật mắt mù. Lâm Ký sờ lên cái mũi, hắn có kém như vậy. Nhìn xem bên kia còn đang dằn co nam nữ, Lâm Ký lại nhíu nhíu mày. Hắn cái này phong độ thân sĩ, thật đúng là không quen nhìn nam nhân khi dễ nữ nhân. Nhất là khi dễ nữ nhân xinh đẹp. Lâm Ký đứng dậy, chuẩn bị đi cho bên kia thêm trận anh hùng cứu mỹ nhân phần diễn. Lúc này, đẩy toa ăn phục vụ viên vừa lúc đi tới, Lâm Tổng, đây là ngày cùng dịch tiên sinh điểm bữa ăn. Lâm ký ừ một tiếng, đang muốn làm cho nàng trước mở tiệc bên trên, đối diện nam nhân chợt mở miệng, đây là 12 bàn khách nhân điểm. Phục vụ viên sửng sốt một chút, có thế cái này rõ ràng. Cho 12 bàn đưa qua. Phục vụ viên còn không nói gì, liền bị nam nhân đánh gãy. Xuyên áo sơ mi đen nam nhân nhìn xem nàng, ánh mắt băng lãnh, không khỏi vì đó làm cho nàng cảm giác được một cổ cảm giác ác bách mãnh liệt. Phục vụ viên căng thẳng trong lòng, đều đã quên đi trưng cầu lâm ký, nhà này phòng ăn đại lão bản ý kiến, tự liên tiếp xác nhận, đẩy toa ăn hướng 12 bàn phương hướng đi. Ai? Lâm ký mắt nhìn cơ hồ là đẩy toa ăn chạy trối chết phục vụ viên, lại nhìn về phía nhà mình bạn tốt, không hiểu thấu, quy, dịch ngôn, ngươi làm trò gì, cái kia rõ ràng là ta điểm bữa ăn. Cơm đều đưa cho người khác, hắn ăn cái gì? Gọi dịch ngôn nam nhân lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, phun ra một câu tàn nhẫn, ngươi mặt béo bảo ngươi ăn ít một chút. Lâm ký quả nhiên trợn tròn mắt, một mặt kinh ngạc, thật sao? Hắn tranh thủ thời gian sờ sờ mặt, cảm giác cảm nhận xác thực so trước kia càng mượt mà, lập tức khổ mặt, không phải đâu, ta mới một tháng không có kiện thân. Hắn cái này uống miếng nước đều có thể béo thể chất, thật vất vả gầy xuống tới, cũng không thể lại dài trở lại. Lại dài trở lại, có thể làm sao lưu mùi a? À? dịch ngôn câu nói này, giống như một cái bom mình, đem lâm ký nổ hồn cũng bị mất. Trong đầu điểm này đi anh hùng cứu mỹ nhân tâm tư, cũng sớm đã bị ném đến lên chín tầng mây. Phất xuống bom mình kẻ đầu tơ mặt không đổi sắc dời ánh mắt, đem ánh mắt rơi vào một bên khác. Khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân giờ phút này trầm mặt, cùng nam nhân trước mặt dằn co. Tại nàng nói xong, tự trọng câu nói kia về sau, Hạ Đình ngược lại là khinh thường cười, giọng điệu phách lối, tự trọng ta nếu là không tự trọng, ngươi còn có thể làm gì ta? Thế nào? Thịnh vi ngữ thả xuống rũ xuống mắt, xem thường thì thầm, thì thầm một câu như vậy. Buông lỏng ra một mực cầm rương hành lý sách cán tay, nàng dương mắt nhìn về phía hạ đình, bỗng nhiên dơ lên khóe miệng, câu lên một vòng cười, giọng điệu nhẹ nhàng, ngươi cảm thấy, ta có thế bắt ngươi thế nào? Nàng vốn là ngày thường không tệ, ngũ quan đặc biệt tinh xảo, đuôi mắt trời sinh có chút dương lên, lúc cười lên cặp mắt kia giống như có thế nhiếp hồn đặc biệt câu người hạ đình lúc trước chính là bị nàng dạng này một vòng cười câu đến tâm động giờ phút này nàng bỗng nhiên như thế cười hạ đình vẫn là không thể tránh khỏi bị mê đến hoảng hốt một chút cũng vừa lúc tại hắn thất thần thời điểm thịnh vi ngữ từ phục vụ viên vừa đẩy đi tới toa ăn bên trên bưng lên một bàn mì ý hung hăng dáng ở hạ đình trên mặt hạ đình bị khét trở tay không kịp liền liền lùi lại hai bước lại cái bệ bất ổn, ném xuống đất. Thịnh vi ngữ từ trên cao nhìn xuống bể nghệ lấy hắn, xinh đẹp mặt mày bên trong đều là lãnh ngạo, tỷ tỷ trước kia sửa chữa xuống nam nhân thời điểm, ngươi còn đang mặt tả. Nói xong, nàng muốn đi. Lúc này, Hạ Đình bỗng nhiên vẽ mặt nhăn nhó hướng nàng xông lại, ta giết ngươi, xem kịch người đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Ai cũng không ngờ đến, một giây sau, nữ nhân dĩ nhiên không có né tránh, ngược lại hướng phía trước bước hai bước, bắt lấy hai cánh tay của hắn, đùi phải dùng sức vừa nhất, đầu gối hung hăng vọt tới hắn giữa hai chân. Hạ Đình bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, bản năng cung hạ eo, che bị tổn thương yếu ớt bộ vị, cái trán nổi gân xanh, sắc mặt trướng như heo lá gan. Người chung quanh đều vì hắn hít thật sâu một hơi khí lạnh. Cái này cần. Nhiều đau a. À. Thịnh vi ngữ lui về sau hai bước, hít sâu chậm thở ra một hơi, thoáng sửa sang lại mình có chút sốt xếp váy. Như là tu la đồng dạng, đứng tại ngã xuống đất trước mặt nam nhân, đầu lưỡi liếm liếm hàm răng, nàng dơ lên một tia cười lạnh, đã quên nói cho ngươi, tỷ tỷ sở trường nhất sự tình cũng không phải viết luận văn, mà là một chiêu này đoạn tử tuyệt tôn. Tiếng nói vừa ra, nàng xoay người rời đi. Trước khi đi, ở bên cạnh toa ăn bên trên, rút một trang giấy, xoa xoa tay, vứt bỏ viên giấy theo một cái đường vòng cung đường cong ném vào cổng thùng rác. Gọn gàng mà linh hoạt. Cùng nàng lúc rời đi cao ngạo bóng lưng đồng dạng, không có tí xíu lưu luyến. Một mực ngồi ở cách đó không xa xem hết cái này xuất diễn nam nhân, nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, biểu lộ băng lãnh trên mặt, bỗng nhiên câu lên một vòng cực nhỏ độ cong. Ách! Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Dịch ngôn Sách, chương 1 đều viết xong nàng dĩ nhiên cũng không thấy ta. Lớn giác tốt. Ta mang theo mới văn đã về rồi. Làm trời làm đất bác sĩ tâm lý tiểu tỷ tỷ cùng giáo thụ tiểu ca ca tương ái tương sát, lẫn nhau chữa trị tiểu ngọc văn. Chuyên mục tiếp đương văn cầu cất giữ, liền chờ ngươi hôn ta, cười vang sân trường đại học văn, không ngọt không cần tiền, liền chờ ngươi hôn ta, vì đuổi theo mới tới cao lãnh soái niên đệ, đơn thuần cố ý đi tới cái ăn gà trò chơi. Một tháng sau. Yêu đương có gì vui? Không bằng ăn gà. Đuổi theo nam thần. Không tồn tại, nam thần túi thật mập. Nổi danh trò chơi chủ bá sông dạng, hành tẩu hình người hát. Mà ở một lần nào đó ăn gà trực tiếp bên trong, dĩ nhiên nhiều lần rơi xuống đất thành hộp, kỹ thuật đồ ăn đến một thớt. Phan hâm mộ kinh ngạc sôi trào lúc. Nam nhân trầm thấp cười âm thanh, nói xong, chơi ta hào, rơi một cái xếp hạng ngươi hôn ta một cái, tới đi, liền chờ ngươi hôn ta. Phan hâm mộ. Giả heo ăn thịt hổ thô thần kinh tiểu học tỷ nội tâm tao chân gãy giả cao lãnh soái niên đệ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 2 Thứ hai khóa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Hai lâm ký trợn mắt há hốc mồm mà xem hết vừa rồi cái kia huyền huyễn tiết mục, miệng đều đã trương thành, o hình, nhất thời đều đã quên khép lại. Trước kia nhìn qua kịch, cái nào không phải nguyên phối tức giận rời sân, tra nam phách lối đắc ý, lại kịch liệt, cũng bất quá là tra nam bị thưởng cái cái tác nhiều đánh hai cái bạc tai, cái kia còn tính là hung ác. Nhưng so với ngày hôm nay, lấy trước kia chút, căn bản chính là tiểu đã tiểu nháo, cho tra nam gãi ngứa ngứa mà thôi. Ngày hôm nay thế nhưng là, hơi kém đoạn mất cái kia tra nam cây a hắn nhìn một chút nữ nhân rời đi phương hướng, lại nhìn một chút ngã xuống trên mặt đất che lấy hông trên rỉ nam nhân, đột nhiên cảm giác được hạ. Thân siết chặt. Chỉ là nhìn xem. Đều đau a à. Lâm ký nuốt một ngụm nước bọt, cái này, cái này muội tử không, không sai. Thiên sứ bề ngoài, giả thú nội tâm, động tác nhanh chuẩn hung ác, không lưu tình chút nào. Cái kia bưu hãng, đoạn tử tuyệt tôn chân, cũng không biết là nát nhiều ít mai trứng, mới luyện được thuần thục như vậy nữ nhân bóng lưng biến mất ở cổng dịch ngôn thu hồi ánh mắt khóe môi như có như không câu lên một vòng đường cong mà cái này đường cong không chút nào không thể nhu hòa hắn cứng rắn bộ đường cong cùng quanh thân thanh lãnh khí chất chỉ làm cho người cảm thấy đây là một loại không có cái gì nhiệt độ khinh thị cười nhìn xem bên kia bừa bộn một mảnh lâm ký bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì hắn nhìn về phía dịch ngôn trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, không đúng, dịch giáo sư, ngươi ngày hôm nay làm sao quản lên chuyện không quan hệ tới. Dịch ngôn vừa mới để phục vụ viên đưa bữa ăn quá khứ 12 bàn, chính là đôi tình lữ kia náo động đến cái kia một bàn. Mụi tử xinh đẹp kia chụp tại tra nam trên mặt cái kia bàn mì ý, chính là hắn lâm ký cho điểm. Cùng dịch ngôn quen biết 8 năm, dịch ngôn cái gì tính tình hắn còn không hiểu rõ. Trời sập xuống mí mắt đều chưa chắc nháy một chút, ngày hôm nay, làm sao bỗng nhiên quản lên cái này việc chuyện không quan hệ, âm thầm trợ giúp để muội tử xinh đẹp kia một thanh. Lâm ký ý vị thâm trường nhìn về phía nhà mình bạn tốt, dịch giáo sư, ngươi không thích hợp a, à, ngươi lão nói thật, có phải là coi trọng muội tử kia rồi? Không thành thật khai báo, ngày hôm nay ta có thế không mời khách a? À. Dịch ngôn liếc mắt nhìn hắn, đứng lên, lạnh lùng mở miệng. Ngày hôm nay cái này bỗng nhiên, ta xin dứt lời, chân dài một bước, rời đi phòng ăn. Rời đi phòng ăn về sau, thịnh vi ngữ lôi kéo nàng đi Lý Tương, về nhà. Nhớ tới vừa mới sự tình, nàng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chỉ cảm thấy buồn nôn. Nàng cùng Hạ Đình nhận biết thời gian kỳ thật không dài. Hạ Đình là cái phú nhị đại, tại B Đại học Nghiên, một viên lý công học bá, cao cao gầy gầy, mang theo phó mắt kiến không gọng, một thân dáng vẻ thư sinh, nhưng nhìn lại không văn nhược, Tính cách cũng ánh nắng, rất lấy nữ hài tử vui vẻ. Thịnh vi ngữ nhưng là tại B đại ra sức học hành tâm lý học, cùng Hạ Đình chính là tại một lần quan hệ hữu nghị hoạt động bên trên nhận biết. Nàng tại B đại học tiến sĩ, bình thường không phải ở trường học làm báo cáo điều tra viết luận văn, chính là ở trong lòng trưng cầu ý kiến chỗ bận rộn. Bình thường gặp được loại học sinh này, đạo sư đều sẽ cảm giác đến nhặt được bảo nhưng nàng vị kia bác đạo chú ý trọng điểm nhưng vẫn đều tại nhà mình học sinh chậm chạp trống không tình cảm phát triển đối tượng bên trên. Thế là, thịnh vi ngữ bị nàng đạo sư, lấy hiểu rõ trường trung học sinh viên tâm lý trạng thái, lý do hố đi quan hệ hữu nghị. Cùng một đám sinh viên. Tại một đám triều khí phòng thịnh sinh viên bên trong, thịnh vi ngữ vị này đã đang học bác, lão học tỷ liền lộ ra phá lệ đột ngột. Bội phục là có, nhưng cũng tránh không được có người mở, nữ tiến sĩ trình độ, cái này ngạnh trò đùa, trên mặt nàng phụ họa cười, trong lòng tất chó. Lúc này, một cái bạch bạch tịnh tịnh nam sinh đứng lên giải vây cho nàng, quả thực thắng nàng không ít hảo cảm. Hạ đình tự xưng cũng là bị đạo sư hố tới được, hai người lập tức cảm thấy đồng bệnh tương liên, chỉ cảm thấy đối phương thân thiết không ít. Trao đổi liên hệ phương thức, vi chắc nói chuyện phím, vòng kết nối bạn bè điểm tán, nhã rảnh đạo sư, một tới hai đi dần dần quen thuộc phát triển đến về sau hẹn cơm xem phim ái muội hai tuần hạ đình tỏ tình thịnh vi ngữ lúc ấy cảm thấy nhận biết bất quá một hai tháng cái này tình cảm phát triển nhanh là nhanh một chút cũng là coi như thuận lý thành chương lại thêm hạ đình đúng là cái rất ấm nam sinh quan tâm cẩn thận tại bên lề đường tản bộ thời điểm sẽ chủ động đem nàng đổi được bên trong cùng nàng ăn cơm chung thời điểm sẽ lưu tâm nàng thích ăn cùng không thích ăn đồ ăn nàng tại trưng cầu ý kiến chỗ phụ cận phòng ở cho thuê cách trường học có chút khoảng cách đưa nàng đánh khi về nhà hạ đình sẽ vỗ xuống biển số xe loại này không tiếng động mài mòn vật lo lắng để thịnh vi ngữ rất khó cự tuyệt dù sao nàng cũng độc thân nhiều năm như vậy thế là liền ôm thử một chút tâm thái đáp ứng cũng miễn đi nhà mình đạo sư mỗi ngày tại trưng cầu ý kiến chỗ nhắc tới sợ hãi nàng biến thành thẳng nữ nguyên lai tưởng rằng sẽ cứ như vậy thuận theo tự nhiên xuống dưới không nghĩ tới chính là xa hương gần thối cái này từ đúng là cái chân lý kết giao trước đó thịnh vi ngữ cảm thấy hạ đình người này thắng ở quan tâm cẩn thận người cũng thành thật kết giao về sau không có cái nào cái bạn gái sẽ thích mình bạn trai là cái hành tẩu lớn lò sưởi đối với tất cả quen biết không quen biết nữ sinh không đúng lúc phát sáng phát nhiệt mà hắn thành thật tính cách cũng chỉ là một tầng hư giả da Kết giao bất quá một tháng, Hạ Đình không hạ mười lần ám chỉ nàng, muốn đi nhà nàng ngồi một chút, tất cả mọi người là người trưởng thành, thịnh vi ngữ tự nhiên biết đây là ý gì. Chẳng qua là cảm thấy cái này tiến độ đối với nàng mà nói quá nhanh, mỗi lần đều giả vờ ngây ngốc hồ lộng qua. Cái này về sau, Hạ Đình thái độ rõ ràng trở nên lãnh đạm không ít, mặc dù vẫn là sẽ cùng nàng uy chắc nói chuyện phím, nhưng là từ không chủ động tìm nàng, giọng điệu cũng từ con chó nhỏ giống như hoạt bát đáng yêu trở nên giải quyết việc chung thịnh vi ngữ trong lòng không thoải mái ẩn ẩn cảm giác đối phương cùng mình kết giao mục đích không có nàng nghĩ tới như vậy thuần túy lại sợ là mình suy nghĩ nhiều vì thế còn cố ý đi hỏi thăm chu lâm lâm nàng cùng cha khác mẹ đáng tin cậy đệ đệ để hắn vị này thẳng nam phân tích một chút đối phương đơn giản thô bạo trực tiếp cho ra hai chữ lừa gạt pháo thịnh vi ngữ tự nhiên không tiếp thụ được, còn kém chút cùng chu lâm lâm ầm ỉ lên. Thẳng đến đầu tuần, thịnh vi ngữ đi theo đạo sư ra ngoại quốc tham gia giao lưu học tập hội, thu được một phần văn kiện. Văn kiện bên trong một đống ảnh chụp, một lục phân tổ đều dài dài một xuyên, bạn gái trước, hiện bạn gái, lục A lục mùi tử, thuốc trừ sâu mùi tử, ăn gà mùi tử, cơ tam mùi tử, còn có trường học tiểu sư muội lân cận trường học tiểu sư muội mỗi cái phân tổ một đến 10 cái muội tử không giống nhau, thân cao sinh nhật hỷ ác quen thuộc viết tràn đầy, so thí nghiệm số liệu đều kỹ càng, giấy trắng mực đen, thuần viết tay, sửa chữa vết tích rõ ràng, nhìn ra được thường xuyên đối với mấy cái này tư. Liệu tiến hành đổi mới, thêm bổ sung bổ. Thịnh vi ngữ không có đuổi theo ngược dòng cái này văn kiện là thế nào đến, những cái kia quen thuộc chữ viết liền đủ làm cho nàng xuyên tim, tâm tung bay. Cái này muốn đặt tại trên mạng cái nào hốc cây bắc phía trên, nàng cực qua thời điểm, sẽ còn vì nam nhân này dựng thẳng cái ngón tay cái, thói xấu. Nhưng mà hiện thực là, nam nhân này là bạn trai nàng, cho nàng đeo một sấp văn kiện nhiều như vậy nón xanh, ánh sáng xanh lục sáng loáng. Thịnh vi ngữ hai tay dựng thẳng ngón giữa, đều biểu đạt không tận phẫn nộ của mình. Ngươi nha nếu là làm thí nghiệm thời điểm có tâm tư này đi sưu tập tư. Liệu số liệu, mỗi lần luận văn Đích Linh còn cần đến như vậy luống cuốn tay chân, còn gọi bên trên nàng cái này ngoài nghề thức đêm cùng ngươi cùng một chỗ đuổi luận văn phẫn nộ sau khi, thịnh vi ngữ chợt nhớ tới mình cũng tại cái kia văn kiện bên trong, ghi lại nàng tư. Liệu tờ kia văn kiện còn cần thể chữ đậm to thêm lưu lại cái trọng điểm, nữ tiến sĩ, am hiểu viết luận văn, dáng dấp mỹ thao không đến. Ta chân tình cùng ngươi yêu đương, ngươi lại lấy ta làm luận văn hợp thành cơ, còn là có thể bên trên dường cái chủng loại kia mời lập tức mượt mà lăn được không? Hôm qua giao lưu hội sớm kết thúc, điện thoại di động của nàng bên trong lại thu được không biết dãy số phát tới tin tức là Hạ Đình cùng những nữ nhân khác nói chuyện phím ghi chép screenshot show, ngày hôm nay lúc này tại nhà này phòng ăn hẹn hò. Mà tại nàng thu được những tin tức này trước nửa giờ, Hạ Đình còn nói cho nàng, ngày hôm nay muốn tại phòng thí nghiệm đợi một ngày. Thịnh vi ngữ tức giận đến không được, lúc này cùng đạo sư xin nghỉ, về nước Bắc. Giang Trận này yêu đương bắt đầu phát triển cùng kết thúc đều rất bình thường, trừ sau cùng cái kia một nguồn phân, yêu đương quá trình, bình thản giống một chén nước sôi để nguội. Đến mức thịnh vi ngữ muốn tinh thần chán nản hồi ức chi tiết lúc, lại nhớ không nổi một cái tâm động trong nháy mắt, dù là chỉ có một giây. Thịnh vi ngữ ngược lại không có cảm thấy có bao nhiêu khổ sở, chỉ là có chút đáng tiếc. Mấy tháng này ở chung, nàng phí đi thời gian, cũng phí đi tâm tư tương đương xuống tới có thể làm mấy phần báo cáo điều tra viết mấy thiên luận văn đèn xanh bỗng nhiên sáng lên dòng xe cộ ở lại ba năm cái xuyên xanh trắng đồng phục cao trung sinh đối diện đi tới chuyện trò vui vẻ mặt mày ở giữa thần thái sáng láng bọn họ từ thịnh vi ngữ bên người đi ngang qua cái tử kiều tiểu nhân nữ hài tử ngửa đầu cùng bên cạnh người cao nam sinh đàm luận trường học chuyện lý thú ai không có viết xong làm việc ai lại thi khai giảng thi trước mấy tên. Người cao nam sinh một mặt lạnh lùng, nhưng cũng coi như kiên nhẫn sung làm một cái lắng nghe người. Tuổi trẻ thanh âm non nớt thanh thúy linh động, giống mùa hè tăng thêm băng nước chanh, nhẹ nhàng khoan khoái trong suốt. Thịnh vi ngữ ngẩn người, trong thoáng chốc, tự hồ lại trở về sân trường. Dựa vào dưới tàn cây nam sinh từ từ nhắm hai mắt chợp mắt, ánh nắng từ lá cây khe hở bên trong chui qua, vụn vặt vẫy ở trên người hắn nàng đứng tại nam sinh trước người, cuối người nhẹ nhàng khuấy động lấy tóc của hắn, trong miệng không ngừng nghĩ linh tinh. Thủ đoạn bỗng nhiên bị người chế trụ, thình lình đối đầu hắn lạnh băng băng đôi mắt. Thanh âm hơi trầm xuống, yên tĩnh. Thịnh vi ngữ cười cười, tràn đầy hoài niệm. Sau đó lại tự dễu câu công môi giác. Giống như đang cười nhạo mình không có tiền đồ, tổng vọng muốn tóm lấy những cái kia tốt đẹp, lại đã quên, bọn nó sớm đã tại thời gian bên trong tản mạng khắp nơi. Lúc này, trong bọc điện thoại chấn động. Thịnh vi ngữ lấy ra điện thoại di động, cúi đầu liếc nhìn. Xem hết liền nhăn nhăn lông mày. Là biểu muội nàng phát tới tin tức, nói là nhỏ nghĩ dài hạn ra ngoại quốc đuổi theo thần tượng buổi hòa nhạc, hiện ra tại đó cái này mấy mỗi ngày khí ác liệt, chuyến bay đến trễ, đuổi không trở về trường học lên lớp, làm cho nàng hỗ trợ thay mặt mấy ngày khóa tin tức lý do thoái thác rất đáng thương còn cần hai cái nhìn liền làm người thương xót gói biểu tượng cảm xúc nhưng thịnh vi ngữ mắt nhìn giác quất thẳng tới làm nàng ngốc đến sẽ không ra nơi đó thời tiết vẫn là làm nàng hiện tại nhàn đến nở hoa chuyến bay đến trễ không về được nước không tồn tại tồn tại chính là nàng hứa ấu bạch ở nước ngoài còn không có lãng đủ thịnh vi ngữ lập tức trở về cái tin thịnh vi ngữ ta cự tuyệt hứa ấu bạch chúng ta thịt mang cho ngươi thủy nhũ nước hoa cùng son môi, muốn cái gì mang cái gì. Giá gốc. Thịnh Vi ngữ. Thay mặt mấy ngày hứa ấu bạch. Nữ nhân ở giữa giao dịch thường thường đều đơn giản như vậy thô bạo. Hứa ấu bạch cũng tại B Đại, vẫn là sinh viên đại học năm nhất. Nàng sở dĩ như thế gan to bằng trời dám trốn mấy ngày khóa, hoàn toàn là bởi vì mấy ngày qua nàng lúc đầu cũng không có cái gì khóa, trừ mấy tiết cao số xế chiều hôm đó, thì có một tiết. Vừa vặn đạo sư còn ở nước ngoài, thịnh vi ngữ hai ngày này rất nhàn, lại xem ở những cái kia so trong nước quầy chuyên doanh tiện nghi mấy thành đồ trang điểm phần bên trên, đáp ứng chuyện này, trở về thả xong hành lý liền đi bê đại cho nàng dạy thay. Thịnh vi ngữ bám lấy cái cầm, buông thỏng mắt, đầu ngón tay câu được câu không điểm nhẹ mặt bàn, buồn bực ngán ngẩm. Giống con lười biến mèo, trốn ở cuối cùng xếp hàng nơi hẻo lánh, cùng bọn này thanh xuân giàu giặc sinh viên không hợp nhau trong phòng học tinh tế vỡ nát tiếng cười nói tại trong chớp mắt tiêu nặc tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào cổng nhân thân bên trên thịnh vi ngữ dương mắt nhìn quá khứ cửa phòng học xuyên áo sơ mi đen nam nhân phản quang mà đứng trong tay ôm một quyển sách hắn dáng người cao cổ áo cùng ống tay áo nút thắt đều bị cẩn thận cài lên áo sơ mi đen mặc trên người hắn cân xứng mà vừa vặn bên ngoài ném bắn vào ánh nắng, tại hắn nhỏ vụn tóc bên trên đổ một tầng màu vàng. Có thế bởi vì hắn nhạt nhẽo mặt mày, cùng trên thân loại kia tự dưng lãnh diễm khí chất, không thể cho hắn tăng thêm một phần dễ dàng thân cận nhiệt độ. Ngược lại nhiều hơn mấy phần cấm dục khí tức. Thịnh vi ngữ ánh mắt trung lên, dựng trên bàn tay như vậy cứng đờ, không có có động tác nữa. Ánh mắt dằn co tại cái kia trên thân người, tựa như đó là một ảo giác, chỉ cần một cái chớp mắt, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa nam nhân đi đến bục giảng để sách xuống tại hộp bút bên trong lấy chi phấn viết quay người tại trên bảng đen viết xuống hai cái cứng cắp hữu lực chữ thanh âm thanh lãnh trầm thấp giống như là mới từ trong băng khố lấy ra nước đá mang theo vài phần lãnh ý dịch ngôn thịnh vi ngữ thu hồi bám lấy cái cầm tay dựa vào tại sau lưng trên ghế dựa khoanh tay dù bận vẫn ung dung nhìn xem trên bục giảng nam nhân dịch ngôn cái này hai chữ tại nàng môi lưỡi ở giữa biển chuyển đọc lên, giống như lấy điểm cái gì khác ý vị. Thịnh vi ngữ nhìn qua trên bục giảng nam nhân, ánh mắt phản phất xuyên thấu thời gian, lưu chuyển năm tháng. Giống như lại trở về xuyên xanh trắng đồng phục thời điểm, nàng cản tại thiếu niên kia trước mặt, bá đạo lại vô lễ yêu cầu họ và tên, không cho liền không nhường đường qua. Khí chất thanh lãnh thiếu niên nhíu chặt lông mày, giống như một giây sau liền muốn nói ra cái gì lãnh diễm cự tuyệt lời nói nhưng hắn lại vẫn cứ chậm chậm rãi từ trong miệng phun ra không phù hợp hắn cao hơi lạnh chất mấy chữ. Ngươi, ngươi có, mau bệnh. Tác giả có lời muốn nói. Cao lãnh thiếu năm online bán manh, cao trung thời kỳ dịch giáo sư thật sự là quá tương phản manh ngao, đáng yêu, nghĩ. Dịch giáo sư. Suy nghĩ gì? Không dám nghĩ, không dám nghĩ, lưu cho chúng ta vi ngữ tiểu tỷ tỷ nghĩ, đỉnh nồi bò đi, cảm ơn trên đời đẹp nhất dưa lửa mũi tên, pháo. Ông lấy mua một ngụm, converter. Lát Martin. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 3 Thứ ba khóa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 3. Thịnh vi ngữ lần thứ nhất nhìn thấy dịch ngôn thời điểm, nàng lớp 10, dịch ngôn lớp 12, bọn họ cũng còn xuyên sửu sửu màu xanh trắng đồng phục nàng bị bạn học dùng phép khích tướng đánh cược, chạy đến lớp 12 phòng học, đi treo chọc nhất trung trứ danh cao lãnh chi hoa. Thiếu niên da trắng chân dài, lưng thẳng tắp, bản hình to lớn đồng phục mặt trên người hắn cũng không hiện nông rộng bất lực, phản cảm thấy vừa vặn, gọn gàng. Hắn trường tiệp buông xuống, con người đen nhánh thâm thúy, thần tình trên mặt nhạt nhẽo, một câu không nói, liền tự dưng mang theo điểm lực chấn nhiếp. Thịnh vi ngữ một tay chèo chống tại trên khung cửa, ngăn lại đường đi của hắn, cười đùa tí tưởng hỏi hắn muốn danh tự. Đối phương không đáp, nàng liền bất động, rõ ràng một bộ không cho danh tự liền không đã cho đi nhị lại tử bộ dáng. Dằn con một trận, dịch ngôn nhíu lại lông mày, nhìn về phía trong mắt của nàng nhiều hơn mấy phần không vui, ngươi, ngươi, ngươi có, mau bệnh, mất tự nhiên dừng lại để thịnh vi ngữ kinh ngạc hai giây, nàng tiến đến dưới mí mắt hắn, uốn lên mắt cười hì hì. Ta liền muốn cái danh tự, cũng không phải muốn đối ngươi làm cái gì ngươi làm sao đều gấp trương thành cà lâm rồi nói xong lại con mắt trút gân nháy hướng hắn vứt ra cái không tính là mị nhãn bị nhãn nói đi ngươi tên là gì dịch ngôn mặt không thay đổi nhìn lên trước mặt đối với hắn cười đùa tí tưởng nữ sinh ánh mắt rời đi nàng tươi đẹp trương dương khuôn mặt tươi cười rơi vào nàng chống đỡ lấy khung cửa trên tay tinh tế trắng nõn tay như là hành cây ngón tay thon dài móng tay tu bổ mượt mà phía trên tô điểm màu đỏ giáp dầu hiện ra trong suốt ánh sáng, tươi đẹp chói mắt. Dịch ngôn nâng ra tay, cách nàng đồng phục áo khoác, đưa nàng cản tại cửa ra vào tay sách mở, vượt qua nàng, nghênh ngang rời đi. Thịnh vi ngữ cũng không đuổi theo, sau lưng hắn ngoắt tay hô, bạn học, ta là lớp 19 ban thịnh vi ngữ, rất hân hạnh được biết ngươi a, à, cũng mừng thay cho ngươi nhận biết ta à. Thời gian như như đồng hồ các bên trong các miệng đổ xuống, năm đó hình ảnh kia phản phất giống như trong phim ảnh một kính đến cùng trường ống kính, bỗng nhiên cắt quay mắt trước. Thịnh vi ngữ nhìn chầm chầm ở trên bục giảng nam nhân. Nam nhân rút đi tuổi nhỏ ngây ngô, thanh lãnh khí chất lại không có thay đổi gì, giống nhau trước kia. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, không vội không chậm giải thích mình tới này lý do, lý lão sư nằm viện sinh sản, cái này học kỳ khóa từ ta thay mặt bên trên đột nhiên tới vị nhan giá trị khí chất đều số một số hai nam thần lão sư, lớp học một trận không nhỏ anh động, nhất là trong phòng học nữ sinh, trên mặt không che đậy kích động, tiếng vỗ tay vô cùng sống động. Châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, lại đều tại nam nhân câu nói tiếp theo sau im bặt mà dừng. Ngày hôm nay bắt đầu, trốn học đến trễ về sớm đạt tới ba lần, khảo thí không điểm xử lý, hiện tại bắt đầu điểm danh. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, phòng học kêu rên khắp nơi. Dịch ngôn mặt không đổi sắc, lật ra danh sách điểm danh, đàm di cảnh. Đến. Lý Văn yên lặng. Đến. Hứa ấu bạch. Hứa ấu bạch. Hai tiếng đều không có ai ứng, dịch ngôn từ danh sách bên trong ngẩng đầu, nhìn về phía to như vậy phòng học, lại điểm một lần, hứa ấu bạch. Đến. Một con tinh tế tay tại xếp sau dơ lên. Dịch ngôn dương mắt nhìn quá khứ, chỉ thấy nữ nhân ngồi ở hàng sau một góc, miễn cưỡng dơ một cái tay, nhìn về phía hắn bên này. Khóe miệng cong cong, mắt cười doanh doanh. Dịch lão sư, ta ở đây. Thịnh vi ngữ nhìn chầm chầm trên bục giảng nam nhân, không buông tha bất luận cái gì một giây, đi bắt giữ trên mặt hắn biểu lộ. Trong lòng chưa phát giác ẩn ẩn chờ mong, phỏng đoán. Sẽ là kinh ngạc. Hay là mừng rỡ. Nam nhân ánh mắt từ trên mặt nàng liếc qua, dừng lại một lát, nhưng lại không lưu luyến chút nào thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống tiếp tục đi niệm hạ một cái tên. Cũng không có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Thịnh vi ngữ nhíu mày lại, thu tay lại. Ngồi ở thịnh vi ngữ bên cạnh hai nữ sinh thấp giọng nghị luận, cười nàng cố ý kéo lấy không thét lên, tận lực để nam thần lão sư chú ý cách làm của mình quá tâm cơ, lại cười trên nỗi đau của người khác nàng cái này tâm cơ đối với nam thần lão sư không có một chút tác dụng thanh âm không lớn, lại chỉ chữ không rơi xuống đất rơi vào thịnh vi ngữ trong tai. Bất động thanh sắc hướng bên kia liếc mắt nhìn, vừa đụng vào nghị luận nữ sinh vụn trộn bay tới được ánh mắt. Thịnh vi ngữ miếng môi hướng nàng nở nụ cười, còn không nói gì, đối phương liền trước bối rối dời mắt, mặt mũi tràn đầy chột dạ. Nàng câu cong môi, xoay quay đầu, muốn đem lực chú ý một lần nữa thả lại trên giảng đài, trước bàn lại xuất hiện một trương muốn liên hệ phương thức tờ giấy tờ giấy lớn chừng bàn tay biên giới đều không chỉnh tề xem xét chính là mới từ lời bạc mặt nền tảng bên trong kéo xuống đến thịnh vi ngữ không để lại dấu vết quét bốn phía một chút không có gì bất ngờ xảy ra đụng cái trước nam sinh ánh mắt an vị tại nàng chỗ ngồi nghiêng phía trước gặp nàng nhìn tới nam sinh cũng không nhăn nhó nhếch miệng nở nụ cười cơ thể hơi ngửa ra sau ngửa hướng nàng chỗ ngồi đến gần rồi chút quay đầu thấp giọng hỏi bạn học nhìn lạ mắt ngươi là đến dậy thay a à. thịnh vi ngữ cũng không che lấp bạn học có câu nói gọi khám phá không nói toạt gặp nàng rất thẳng thắn nam sinh nở nụ cười cái kia đã có duyên bị ta nhìn thấu không bằng thừa cơ nhận thức một chút dứt lời liền mắt nhìn trong tay nàng tờ giấy ý tứ không cần nói cũng biết thịnh vi ngữ nhìn hắn một cái bạn không có ý định cho nàng mới bị ra nam ba Gần đây đối với loại này giống tra nam đồng dạng am hiểu thông đồng nữ sinh nam nhân đều không có cảm tình gì, tâm lý chính đánh lấy từ chối nhã nhặn nghĩ sẵn trong đầu, lại vừa nhấc mắt đụng phải trên giảng đài nam nhân đưa tới ánh mắt. Bình tĩnh mà lại lẫm một ánh mắt, ánh mắt chỉ trong không khí va chạm một giây, lại gọi nàng trong đầu đang lúc suy tư đồ vật trong nháy mắt thanh không, hóa thành trống không. Quỷ thần xui khiến, Thịnh Vi ngữ làm ra hành động cùng vừa mới ý nghĩ hoàn toàn trái ngược nàng tại tờ giấy kia bên trên viết xuống một chuỗi số điện thoại, chậm rãi từ từ địa, cố ý cắm ở dịch ngôn ánh mắt lần nữa hướng phòng học bên này quét thời khắc, đưa cho nam sinh. Lại cùng hắn ánh mắt đụng vào nhau, cũng không chút hoang mang, cùng hắn dương lên một cái đường cong nhỏ bé cười. Mang theo khiêu khích ý vị. Nhưng mà đối phương lại giống như là không thấy được, hờ hững dời ánh mắt, tiếp tục giảng lớp của hắn. Dù là một điểm cùng lớp học không quan hệ cảm xúc, đều không có lộ ra ngoài. Giống như hắn mỗi một lần đưa ánh mắt từ nhiều truyền thông chuyển qua phòng học, đều chỉ là tất cả giáo sư đang giảng bài lúc, vì bắt không nghe giảng học sinh một cái thói quen nghề nghiệp. Đối phương coi thường, để thịnh vi ngữ khóe miệng độ công cứng đờ. Nguyên Ben định tự tin nội tâm giờ phút này bắt đầu dao động. Là thật đã quên. Vẫn là không nhận ra được. Thịnh vi ngữ miếng chặt môi, sắc mặt phát lạnh. Hai cái này, đều đủ để làm cho nàng thẹn quá hóa giận. Nghiên phía trước nam sinh tọa nguyện đạt được liên hệ phương thức, cũng không có lập tức lấy điện thoại cầm tay ra tích trữ đến, hắn tự biết không thể lưu lại giống như mấy trăm năm không có gặp qua mỹ nữ đồng dạng khỉ gấp. Điểu Ti hình tượng Tất kỹ tờ giấy, hắn duy trì lấy cái này khó chịu tư thế, tiếp tục bắt chuyện. Đã cho điện thoại, đối phương tự cho là rất có thế trò chuyện thiên địa cùng nàng liếu lo không ngừng, chung quanh nghiêm túc nghe giảng bài người bị quấy rầy đến, ánh mắt đã có bất mãn, thịnh vi ngữ trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn. Nàng trên mặt mang qua loa cười, cho ra kết thúc chủ đề ám chỉ, không bằng trước hết nghe khóa. Nghe được ám hiệu của nàng, nam sinh cũng không có hiện ra chủ đề cưỡng ép kết thúc xấu hổ. Trong thấy thịnh vi ngữ trước mặt trống rỗng bàn học, hắn cười được tự nhiên, ngươi cũng không mang sách tới. Không bằng dùng ta sao? nói liền đem chính mình trên bàn lớn vật tài liệu giảng dạy phóng tới thịnh vi ngữ trước mặt mà vừa lúc lúc này trên giảng đài một mực mặt cho trong phòng học giảng nhỏ lời nói chơi điện thoại cũng thờ ơ nam nhân rốt cục dừng lại hai giây vấn đề này ai có thể trả lời dịch ngôn thẳng tắp đứng tại bục giảng trước ánh mắt hướng trong phòng học quét ánh mắt chiếu tới chỗ từng khỏa đầu lâu dồn dập rũ xuống lấy phát lượng sung túc đỉnh đầu gặp người hàng ngày có một người ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn thẳng hắn. Giống như liền đợi đến hắn, hô lên tên của nàng. Thịnh vi ngữ nhìn xem dịch ngôn quả nhiên hướng phương hướng của mình đi tới, trong mắt hiện lên đạt được chi ý. ngẩng đầu, đi cùng hắn đối mặt. Nhưng mà một giây sau, nam nhân lại dừng lại. Đứng tại nàng nghiêng phía trước bên cạnh bàn. Ngón tay thon dài hơi cong, gõ gõ bắt chuyện nam sinh mặt bàn, ngươi nói. Nam sinh tuân lệnh không thể không đứng lên, trong dự liệu á khẩu không trả lời được. Dịch ngôn nghiêng đầu mắt nhìn rỗng tuyết mặt bàn, lại nhìn về phía hắn, mang theo một loại không giận tự uy cảm giác áp bách, liền sách đều không mang theo, ngươi là đến học tập, vẫn là đến trấn thủ. Bắt chuyện nam biểu lộ khẩn trương, bị hắn thấy trong đầu trực phát hư, ta, ta. Dịch lão sư, ngài hiểu lầm. Giọng của nữ nhân đột ngột chen vào, dịch ngôn nghe tiếng nhìn lại, đã thấy nữ nhân uống lên khóe môi nhìn xem bên này, Mặt mày doanh doanh thay nam sinh kia nói chuyện hắn đem sách cho ta mượn cuối cùng cái kia giống xinh đẹp nha vũ bình thường trường tiệp phẩy phẩy ánh mắt chân thành dịch lão sư ta lần sau nhất định nhớ kỹ mang sách không biết hữu ý vô ý tận lực tăng thêm nhớ kỹ hai chữ này phản phất tại nhấn mạnh cái gì dịch ngôn đứng tại nàng nghiêng phía trước buông thõng mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng ánh mắt lạ lẫm không cao hơn hai giây khóe miệng như có như không đi lên vĩnh lên không là cười nhạo mà là một loại khinh thị chất vấn nàng câu nói này độ có thể tin khinh thị hắn nhẹ a à, thật liền như là một cái trưởng giả đồng dạng hảo tâm nhắc nhở nàng vị này cà lơ phất phơ học sinh cũng muốn nhớ kỹ nghiêm túc lên lớp đừng nói nhỏ lời nói thịnh vi ngữ nhìn chầm chầm hắn quay người rời đi bóng lưng khóe miệng độ công dần dần sang bằng từ vừa mới đến hiện tại nàng tận hết sức lực ám chỉ nhắc nhở, thậm chí khiêu khích, đổi lấy, nhưng là đúng phương cặp mắt hờ hững, thái độ lãnh đạm. Đây hết thảy, tự như đối phương dời lên một khối tảng đá cứng rắn, đưa nàng kiêu ngạo sát ngoài hung hăng đạp nát. Đem cái kia hèn mọn nội tâm không chút lưu tình bạo lộ ra, cung cấp người chế dẻo. Thịnh vi ngữ rũ xuống mắt, trường tiệp khẽ rung, che giấu trong mắt gần sóng. Hết giờ học, thịnh vi ngữ liền gọi điện thoại cho nhà mình biểu muội cầm sách đem tài liệu giảng dạy nắm mắt tới tay, nàng cũng không có ở bê đại ở lâu, trực tiếp trở về chung cư. Đạo sư còn ở nước ngoài, nàng hai ngày này xem như làm bán thời gian giả vờ thái, trong lúc rảnh rỗi, nửa nằm trên ghế salon, cầm vừa mang về vật lý tài liệu giảng dạy, đảo nhìn. Không ngoài sở liệu, nhìn không có mấy dòng chữ, nàng liền buồn ngủ liên tục. Thịnh vi ngữ đánh một cái ngáp, thầm nghĩ vật lý sách không bị đặt vào thôi miên công cụ hàng ngủ, thật sự là đáng tiếc. Sớm đã về rồi. Lăng Hy từ bên ngoài lưu xong chó trở về, vừa mở cửa đã nhìn thấy vốn hẳn nên ở nước ngoài tham gia giao lưu hội nữ nhân, lấy một bộ các ưu co quách tư thế, nằm trên ghế salon, trong tay dơ một bản sách gì nhìn, trên mặt lại một bộ nhanh ngủ bộ dáng. Nhìn cái gì sách A, như thế khởi kình. Nàng đem dắt chó dây thừng cho Đại Hiệp giải hết, cầm cái búp bê, dọn dẹp lấy Đại Hiệp đi một bên chơi đi đến trước sofa, nhìn thấy thịnh vi ngữ dơ đến đỉnh đầu sách phong bì, lăng hy khóe mặt giật một cái, đại học vật lý. Lại ban bạn trai ngươi làm bài tập. Không đúng, nói đến một nửa, lăng hy bỗng nhiên, đầu óc đi lòng vòng, hạ đình không phải nghiêng một sao. Ngươi cầm bản đại học vật lý nhìn cái gì? Thịnh vi ngữ nhìn nàng một cái, đem sách để qua một bên, giải thích, ban biểu muội ta thay mặt mấy tiết khóa, tùy tiện lật qua. Còn có A, Thịnh vi ngữ vẫn như cũ không có từ trên ghế salon chuyển nửa bước, duỗi dài tay, từ trên bàn trà mâm đựng trái cây bên trong sờ soạn cái quả táo, răng rắc cắn một cái, lúc này mới chậm rãi nói một câu, ta cùng hạ đình phân. Cái này bình tĩnh giọng điệu, phản phất tại nói ngày hôm nay thời tiết thật tốt. Lăng Hy kinh ngạc lặng lẽ mở mắt, chuyện lúc nào? Liền ngày hôm nay. Thịnh vi ngữ bổ sung một câu, hắn phách chân, bị ta bắt gặp giống như nhớ ra cái gì đó buồn nôn hình tượng, nàng căm ghét nhíu mày lại, không nghĩ tiếp qua nhiều hồi ức. Nghe thấy phách chân hai chữ này, Lăng Hy sắc mặt chìm xuống, còn muốn nói điều gì, trông thấy thịnh vi ngữ bộ dáng này, cũng không có hỏi nhiều nữa. Đang nghĩ ngợi làm sao an ủi nàng vài câu, đối phương lại từ trên ghế salon ngồi dậy, cuộn lại chân, một mặt nghiêm mặt, ngươi hiện tại còn nhớ rõ ngươi cao trung bạn học sao, giống như là sợ lời này hỏi được không đủ rõ ràng, nàng lại đổi cái thuyết pháp nói như vậy ngươi bây giờ đối với ngươi cao trung bạn học cũng còn có ấn tượng sao gặp nữ nhân từ cà lơ phất phơ tản mạng trạng thái bỗng nhiên biến thành người khác trở nên nghiêm túc nghiêm túc lăng hy hơi ngạc nhiên nàng nghĩ nghĩ nhìn tình huống đi nhìn tình huống thịnh vi ngữ một mặt hoang mang nhìn tình huống như thế nào chính là phân nhớ kỹ cùng không nhớ tình huống Nói ví dụ ta nhớ được đeo kính đầu đinh mập mạp còn thiếu ta năm khối 8 mau 8 thẳng đến tốt nghiệp đều không trả. Nhớ kỹ ta ngồi cùng bàn cái kia chết trúc trang 1m7 lớn nam sinh thể trọng không hơn trăm, còn nhớ rõ. Dừng lại dừng lại, thịnh vi ngữ kịp thời ngăn lại lăng hy thuộc như lòng bàn tay hồi ức những cái kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ngươi nói đây đều là bạn học cùng lớp, ta nghĩ hỏi chính là, ngươi còn nhớ hay không đến những người khác, trừ cùng lớp không cùng ban ta nhớ hắn như vậy nhiều làm gì nha. Lăng Hy không giải thích được nhìn xem nàng, lại lập tức nhớ tới cái gì, hai trưởng mục kích, đúng rồi, ta còn nhớ rõ trường học của chúng ta giáo thảo, cao hơn ta hai giới. Nàng mang trên mặt điểm hoa si nhỏ kiêu ngạo, đặc biệt xoái. Nghe vậy, thịnh vi ngữ sờ lên cái cầm, cái kia không nên a. À. Lăng Hy không hiểu thấu, không nên cái gì, theo ngươi thuyết pháp, thịnh vi ngữ bạn học xinh đẹp như vậy, hắn không nên không nhớ rõ a. À. Lăng Hy kéo ra khóe miệng, nàng từ chưa gặp qua như thế tự chăm sóc mình người. Thứ việc người này hoàn toàn chính xác có tự luyến vốn liếng. Chờ chút. Hắn Lăng Hy bỗng nhiên chú ý tới cái này đại từ, ngươi nói ai đã quên ngươi rồi. Nàng ánh mắt trở nên bát quái, ngươi gặp phải người nào. Muốn nói như thế nào đây? Thân phận của hắn. Thịnh vi ngữ ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, ánh mắt rơi vào bị nàng ném ở một bên vật lý trên sách, tựa như tại xuyên thấu qua quyển sách này, nhìn thấy cái gì. Nàng câu công môi, mở miệng yếu ớt, nhất định phải nói lời, hắn tính. Ta chết đi mối tình đầu. Tác giả có lời muốn nói. Dịch ngôn. Nghe nói ta đã chết. Xinh đẹp khiến người cảm thấy lạnh lẽo dễ mỹ nhân. Bị dịch giáo sư đông lạnh sóng ánh sáng đông lạnh đến nói không lời thô tục, trung lẫy bẫy. G, Converter, Lát Martin, bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 4, thứ tư khóa. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. Com. 4, hôm sau. Thịnh Vi ngữ lại một lần nữa đi bê đại, dạy thay. Đạo sư không có về, nàng trộn cái nhàn, vẫn lên trưng cầu ý kiến chỗ nửa ngày ban cùng ở tại trưng cầu ý kiến công việc lăng hy thấy thế cũng chỉ là bất đắc dĩ đáp ứng nàng mở một con mắt nhắm một con mắt nàng ngày hôm nay hóa cái đạm trang trên môi son môi sắc hào cũng từ lăng lệ màu đỏ rực đổi thành tự nhiên đậu xa cây đào mật sắc, dịu dàng cảm giác mát điểm tóc xoăn sóng nước tóc dài cũng bị nàng đâm thành đơn giản đuôi ngựa phối hợp màu trắng đai đeo váy liền áo so với hôm qua càng giống là một cái bị tháp ngà bảo hộ học sinh một điểm công kích tính cũng không có. Chỉ có trên tay màu đỏ giáp dầu, không có bị thay thế, cùng nàng mặc đồ này không hợp nhau, nhưng như cũ làm cho nàng thiên vị giữ lại xuống tới. Thịnh vi ngữ đi đến tính sớm, chọn lấy cái tới gần bục giảng hàng phía trước vị trí, đeo ống nghe lên, nghe ca nhạc giết thời gian. Nàng chống đỡ cái cầm, nửa khép suy nghĩ, giống như là tại chợp mắt. Cách thời gian lên lớp tiệm cận, phòng học dần dần bị lấp đầy cũng dần dần trở nên ồn ào quanh mình mấy nữ sinh thanh âm không lớn không nhỏ đang nghị luận bác quái ai ai nghe nói nha chúng ta cái này mới tới dịch lão sư là mới từ nước mỹ trở về giáo thụ ta thiên giáo thụ hắn bao lớn niên kỷ a liền bình bên trên giáo thụ rồi cho nên mới nói là đại ngưu a trí thông minh cao lại đẹp trai như vậy quả thực chính là không xuất bản nửa nam thần sống chiêu bài Nghe nói lúc trước hắn tại nước Mỹ bên kia làm việc, lần này là bởi vì tư nhân nguyên nhân tạm thời về nước. Không biết hắn có bạn gái hay không? Trong tai nghe tiếng ca còn tại chậm rãi từ từ phát ra, chỉ là thanh âm bị điều đến nhỏ nhất, mảy may ép không được bên ngoài tiếng ồn ào âm. Không biết làm sao, tiếng ồn ào dần dần thu nhỏ. Thịnh vi ngữ dương mắt, ánh mắt hướng cổng phương hướng lắc, quả nhiên trông thấy mặt dung thanh lạnh nam nhân từ bên ngoài tiến đến hắn đổi kiện áo sơ mi đen trắng dựng thẳng xăm không có đeo ca rác nổi bật lên hắn càng phát ra dáng người cao ánh mắt đụng vào nhau một chút trông thấy cặp kia đen nhánh trầm tĩnh con ngươi nàng tú mi hơi dương hết eo hái được tai nghe từ bàn trong bụng xuất ra vật lý sách mang lên mặt bàn tinh tế cân xứng thon dài ngón tay có chút khuất vô tình hay cố ý tại quyển kia vật lý sách bìa tên sách bên trên từng chút từng chút giống như là đang nhắc nhở cái gì dịch ngôn bất động thanh sắc lường nàng một chút giống như là không thấy được nàng cái này trần trụi trắng trợn khiêu khích đồng dạng đem mang đến khóa kiện mở ra thanh âm thanh lãnh lên lớp từ nam nhân tiến vào lên lớp trạng thái bắt đầu thịnh vi ngữ đã cảm thấy đời này bối rối đều tập trung vào cái này tiết khóa bên trên chuẩn xác hơn tới nói là trong đời của nàng vật sở hữu lý khóa căn cứ, đã ngồi ở hàng phía trước liền muốn cho lão sư mặt mũi vây chết cũng không thể chơi điện thoại, nguyên tắc, thịnh vi ngữ ưỡng thẳng người, giữ vững tinh thần. Ba phút sau, nàng đoan chính tư thế ngồi bắt đầu trở nên tùy ý. Năm phút sau, nàng tùy ý tư thế ngồi đổi thành chống đỡ cái cầm. Mười phút sau, chống đỡ cái cầm nàng mí mắt bắt đầu đánh nhau. Thứ mười một phút, trên dưới mí mắt hòa hảo như lúc ban đầu, tương thân tương ái ôm nhau đấu chí hướng vật lý khuất phục, linh hồn đều an tường ngủ say. Ý thức trong cơn mông lung, thịnh vi ngữ làm cái hoảng hốt mộng. Nàng cực kỳ chán ghét loại này ba phải mộng cảnh, nếu như người sắp chết khi còn sống một khắc cuối cùng đèn kéo quân, dù cho ở sâu trong nội tâm giấu bí ẩn nhất một góc, ở đây cũng không có chỗ có thế độn. Trong mộng nàng, ông một chồng bài tập tư. Liệu, bất đắc dĩ đứng tại một cái trước của phòng. Phòng cửa bị người từ bên trong mở ra, Tuấn Tú Nam Sinh đứng tại cửa ra vào, tự hồ đối với nàng quả thật đúng hẹn có chút ngoài ý muốn, sắc mặt lại không hiển lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cảm xúc, cũng nhìn không ra hỉ ác. Hắn xưa nay đã như vậy. Nam Sinh nghi người tránh ra một lối, tiến đến. Hắn cắn chữ phát âm rất rõ ràng, cũng ngoài ý muốn trôi chảy, lại chỉ cực hạn tại hai chữ trong vòng câu đơn. Thịnh vi ngữ hung giữ trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt đều là không phục ngang ngược, nhưng vẫn là ôm sách nghe lời vào phòng kế nghe lời mang theo bài tập đến nhà hắn về sau lại không thể không nghe lời mở ra nàng nguyên bổn nhất cái học kỳ cũng sẽ không nhìn hai trang tiết học vật lý bản nhìn dạy học video nghe dạy học trong video vật lý lão sư rất có thôi miên đặc hiệu thanh âm ý thức của nàng bắt đầu hỗn độn đầu dần dần biến nặng điên cùng muốn hôn mặt bàn mê mơ hồ dáng bên trong trước mặt giống như đứng người che khuất ánh sáng chói mắt ở trên người nàng ném xuống một mảnh cái bóng nàng tại trong hỗn độn dãy dụa lấy muốn hay không mở mắt ra đi tìm tòi hư thực nhưng mà nàng chưa kịp từ đầy trời buồn ngủ bên trong dãy dụa ra đốt ngón tay ở trên bàn tiếng đánh liền chui vào trong tay nàng ngay sau đó là nam nhân thanh lãnh thanh âm ngủ có ngon không thịnh vi ngữ mê mơ hồ dám mở mắt ra đập vào mắt liền một con thật đẹp tay ngón tay vừa nhỏ vừa dài da thịt cân xứng móng tay bị tu bổ chỉnh tề sạch sẽ, bàn tay đọc dưới làn da mơ hồ có thể thấy được màu xanh mạch máu. Nàng ngẩn ra một chút, rốt cục kịp phản ứng, bỗng nhiên ngẩng đầu, rơi vào trong mắt, là nam nhân đường công rõ ràng mặt, rút đi tuổi nhỏ ngây ngô, ánh mắt cũng biến thành lạ lẫm. Trong lòng liền giống bị cái gì một kích, không biết làm sao, có loại thời gian qua nhanh lại cái gì đều chưa từng lưu lại thất lạc. Dịch ngôn liền đứng tại nàng trước bàn, cục xuống suy nghĩ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng biểu lộ là nàng chỗ quen thuộc cũng là nàng chỗ chán ghét mà vứt bỏ vô số lần hờ hững thịnh vi ngữ có chút buồn bực nam nhân coi thường hết thảy thái độ từ đầu đến cuối trầm tĩnh ánh mắt đều là nàng nổi nóng lý do dù cho đối phương một câu không nói một cái cảm xúc tiết ra ngoài biểu lộ cũng không lộ nhưng hết lần này tới lần khác liền để nàng cảm thấy mình trong mắt hắn là trên sàn nhảy vai hề là cái buồn cười buồn cười nhảy nhót tiểu sửu có thế nàng sinh ra phản cốt càng là không để cho nàng dễ chịu liền vượt dụ hoặc lấy nàng đi trêu chọc mười năm trước là như thế này mười năm sau cũng thế thịnh vi ngữ chậm hai giây lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện nam nhân khóa không biết lúc nào đã bỏ dở trong phòng học ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng lấy một bộ xem náo nhiệt biểu lộ nàng cũng không thấy quẩn bách tương phản nàng gặp thêm loại này xem kịch vui ánh mắt da mặt sớm đã tu luyện tới tường thành độ dày không chút hoang mang ngẩng lên mắt ngẩng đầu lên khóe môi ôm lấy cười ý cười lại chưa đạt đáy mắt mắt bên trong lóe không chút nào che lấp khiêu khích ngủ tất nhiên chính xác tốt dịch lão sư không hổ là giáo thụ chỉ là thanh âm liền chữa khỏi học sinh nhiều năm chứng mất ngủ nàng ngửa đầu nhìn qua dịch ngôn nháy mắt làm ra ngây thơ tư thái chính là cái này vật lý sách quá cứng cấn cái hoảng. Vừa mới nói xong, yên tĩnh như gà phòng học phát ra ồn ào tiếng cười. Dịch Ngôn ánh mắt lạnh như băng quét một vòng về sau, phòng học vừa nặng tân an tĩnh như gà. Đối với nàng cái này cùng vọng khiêu khích, Dịch Ngôn lại là một chút cũng không có bị chọc giận, thậm chí trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra một tia tâm tình chập chờn, vậy ngươi đổi quyển sách đệm, tiếp tục. Hắn tận lực dừng một chút, ánh mắt tại trên mặt nàng quét một vòng, giống đang cười nhạo cái gì một bên khóe miệng ngoắc ngoắc, nhớ kỹ chuẩn bị thêm tờ khăn giấy, lau lau nước bọt. Thịnh vi ngữ Thịnh vi ngữ tính phản xạ hướng trên mặt sờ một cái, nhưng không có sờ đến cái gì ước ác xúc cảm, ý thức được mình bị đùa nghịch, nàng dương mắt trừng mắt về phía dịch ngôn, đối phương lại chỉ chừa cái bóng lưng cho nàng. Dịch ngôn trở lại trên giảng đài, tiếp tục lên lớp. Thịnh vi ngữ nghiến nghiến răng, một cổ khí nghẹn ở ngực. Từ bên trong ra ngoài, toàn thân đều giống như đang thiêu đốt. Nổ khí bị nam nhân tùy tiện bốc lên, làm cho nàng toàn thân khô nóng, lại hưng phấn, một loại gặp phải kình địch hưng phấn. Nàng nhìn chầm chầm trên bục giảng nam nhân, trong mắt lóe khát vọng đi chinh phục chiến ý. Ngủ người, dễ dàng bị đánh thức. Vờ ngủ người, lại khó được đánh thức. Có thế nàng lệch cũng không tin, khu chiên gõ trống, nàng cũng muốn để cái này giả mất trí nhớ dịch lão sư, tỉnh tới. Hết giờ học, thịnh vi ngữ về đến nhà, đã nhìn thấy nhà mình biểu muội phát tới tin tức, hỏi nàng ở trong nước làm cái gì, cho mình đưa tới nát đào hoa. Thịnh vi ngữ trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, chậm chậm, mới nhớ tới, đối phương trong miệng nát đào hoa, là hôm qua hỏi nàng muốn liên hệ phương thức bắt chuyện nam. Nàng hôm qua lưu chính là hứa ấu bạch điện thoại. Thịnh vi ngữ dăm ba câu nói hạ sự tình ngọn nguồn, thuận tiện biểu đạt một chút mình làm biểu tỷ, đối với bởi vì trầm mê truy tinh mà đến nay không có yêu đương qua mẫu thai độc thân biểu muội sâu sắc quan tâm. Hứa ấu bạch hồi âm biểu thị. Cảm ơn ngài lạc. Làm bộ không nhìn ra đối phương oán khí, thịnh vi ngữ mặt dạng mày dày trở về câu không cần khách khí. Hứa ấu bạch. Kết thúc cùng hứa ấu bạch hữu hảo hội đàm, thịnh vi ngữ luyện một lát yoga, liền tháo trang đi tắm rửa. Vừa tắm rửa xong, Lăng Hy liền gọi điện thoại tới, làm cho nàng nhớ kỹ mang theo đại hiệp đi tản bộ. Đại hiệp là lăng hy cùng thịnh vi ngữ cùng một chỗ nuôi tép đi chó, tông màu nâu nhỏ tóc quăng, gần đây tinh lực tràn đầy, cả ngày mỗi một ngày địa. Đừng nhìn nó thân hình tiểu, nó khởi sướng tình đến, hắc cũng dám trêu chọc. Nếu là không mỗi ngày dẫn nó ra ngoài lưu lưu, nó có thế đem trong nhà búp bê đều cho nhật lật. Thịnh vi ngữ lười cực kỳ, có thế nằm liền tuyệt không ngồi, làm cho nàng tản bộ, chẳng khác nào gọi nàng đi chạy 800, làm cho nàng chạy 800. Không có ý tứ, nàng tại chỗ tự sát. Cũng chính là mỗi ngày luyện một chút yoga, sung làm cơ bản nhất lượng vận động. Nhưng mà lại lười cũng không có cách, ai bảo đại hiệp là nàng thịnh vi ngữ lúc trước nhặt về. Thịnh vi ngữ cầm dắt chó dây thừng, chuẩn bị đi cho đại hiệp mặt lên, trong miệng đầu lầm bầm, hôm nào bớt chút thời gian đi làm cái tuyệt dục tốt ngay tại bay phía trước cửa sổ đối với một con chó hình con rối làm không thể miêu tả sự tình đại hiệp, thân thể cứng đờ. Thịnh vi ngữ ở tại trưng cầu ý kiến chỗ phụ cận một cái trong khu cư xá, cùng lăng hy cùng thuê. Cư xá rất lớn, vẫn xứng có 24 giờ tiện lợi siêu thị, xanh hóa cũng rất tốt, mang chó đi tản bộ, tuyệt thuộc bên trên tuyển. Đại hiệp vừa ra khỏi cửa hãy cùng phê thuốc kích thích, liều mạng vui chơi chạy, thịnh vi ngữ cầm dắt chó dây thường đều hơi kém không có dắt. Dày vò tốt một trận, thịnh vi ngữ chỉ cảm thấy chính mình mệt mỏi đến nửa cái mạng cũng bị mất, tay chua đến cùng cử đi mấy chục cân sắt đồng dạng. Cũng may đại hiệp cũng rốt cục yên tĩnh, không còn điên chạy, đi theo nàng tiết tấu, nghe lời liền chậm rãi đi, đông khứu khứu tay nghe. Thấy nó bỗng nhiên biết nghe lời, thịnh vi ngữ cũng thư giãn xuống tới, không còn đem dắt chó dây thường nắm chặt chặt như vậy, đưa ra tay từ trong túi sờ điện thoại, muốn nhìn một chút thời gian. Nhưng mà đại hiệp giống như là biết, trong nháy mắt liền vắt chân lên cổ cùng chạy ra ngoài, mang theo dắt chó dây thừng từ trong tay nàng tránh thoát. Thịnh vi ngữ. Hắn đây mẹ là kiến quốc sau thành tinh đi. Ngươi chạy đến nơi đâu? Thịnh vi ngữ vừa hô vừa ở phía sau điên cuồng đuổi theo, có trời mới biết nàng bao lâu không có tiến hành chạy bộ loại này vận động dữ dội, chạy hai bước liền bắt đầu thở mạnh. Cũng may đại hiệp còn có chút lương tâm, không có chạy bao xa, chỉ là vọt tới phía trước cách đó không xa cửa siêu thị. Nơi đó ngồi sổng lấy một con chó lông vàng. Thịnh vi ngữ chống đỡ đùi xoay người thở hỗn hển hai cái, vội vội vàng vàng theo sau. Đợi nàng nhỏ chạy tới, nhìn thấy cửa siêu thị hình tượng, nàng. Hận không thể tự đâm hai mắt. Không, là cho đại hiệp cắt, đánh gãy đầu thứ năm chân. Đại Hiệp chính quấn ở con kia xinh đẹp Golden Retriever một đầu chân sau bên trên, cái mông rung rung, làm lấy một loại nào đó không thích hợp thiếu nhi sống. Nhét Vận động Cũng không biết là Đại Hiệp quá mức bá đạo, vẫn là Golden Retriever tính tình quá mức dịu dàng ngoan ngoãn, lại có lẽ là thuần khiết vàng nhóc con còn chưa từng trải qua loại này ác liệt sự tình, sau so Đại Hiệp lớn mấy lần hình thể Golden Retriever, mở to vô tội con mắt, mặt chó bên trên viết đầy luống cuốn, thịnh vi ngữ nâng tráng thầm nghĩ tuyệt dục việc này phải nhanh đưa vào danh sách quan trọng cấp bách quá mẹ hắn mất thể diện nàng đi qua nhặt lên dắt chó dây thừng đang muốn đem đại hiệp cường ngạnh kéo ra lúc này siêu thị cửa bị người từ bên trong kéo ra thịnh vi ngữ tính phản xạ hướng làm ra động tỉnh phương hướng nhìn sang sững sờ tại nguyên chỗ hai ngày này nhiễu loạn nàng cảm xúc nam nhân giờ phút này liền đứng tại cửa siêu thị trong tay còn cầm vừa mua đồ tốt. Nam nhân trông thấy thịnh vi ngữ, cũng là một trận, tự hồ cũng rung lên một giây, lại không biểu lộ ra quá nhiều kinh ngạc cảm xúc. Mắt nhìn hai chó, đại chiến hiện trường, nhếch khóe môi khó mà phát hiện khẽ nhăn một cái, ánh mắt lại trở xuống nắm dắt chó dây thường thịnh vi ngữ trên thân. Dịch ngôn nhìn xem nàng, khóe môi hướng cắn câu xóa nhỏ bé độ công, so với đại đa số thời điểm nhạt nhẽo biểu lộ, băng lãnh trong mắt nhiều phân trào ý thịnh vi ngữ đứng tại chỗ toàn thân cứng ngắc tay vô ý thức nắm chặt nam nhân rơi vào trên người nàng ánh mắt làm cho nàng cảm giác sâu sắc co quắp liệu là nàng cũng không nghĩ tới sẽ tại thời gian này loại trường hợp này lấy cái này kỳ hoa phương thức cùng hắn ngẫu nhiên gặp mà làm cho nàng co quắp nguyên nhân là nàng vừa tắm rửa xong mặt không trang điểm hướng trời tác giả có lời muốn nói toàn trường tốt nhất đại hiệp cảm tạ, sách cho họa, bố dưa, 24647924, ném địa. Lôi, dĩ nhiên có nhiều người như vậy đập lôi tài trợ, cảm động. Cô vừa một cái rất nghiêm túc chuyện rất trọng yếu, hôm qua bình luận thiếu một nửa. Một nửa. Các ngươi chẳng lẽ không yêu ta sao các nhìn ta ủy khuất mặt to ca a a ca lớn như vậy ủy khuất mặt các ngươi sợ sao, converter. Lát ma tiên. Bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5 Thứ năm khóa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Năm dịch ngôn cùng chó kỳ diệu gặp gỡ bất ngờ, đã không phải lần đầu tiên. Từ khi thịnh vi ngữ hôm đó đi lớp 12 ban chặn lại một lần hắn, về sau một tháng, nàng cơ hồ mỗi ngày đều đi lớp 12 nhất bang đưa tin. Cứ việc đối phương nhiệt tình như lửa, nhưng dịch ngôn vẫn như cũ không có phản ứng hắn sinh ra tính nết đạm mạc cà lâm về sau càng là không nguyện ý nói nhiều dù là thịnh vi ngữ cũng không thể không đối với vị này cao lạnh tiểu kết ba học trưởng sinh ra kỳ phùng địch thủ kính nể chi tình hết lần này tới lần khác liền lão thiên gia đều đối nàng sủng ái có thừa nàng không có giải quyết dịch ngôn nàng chó trước giúp nàng làm xong nàng dắt chó thời điểm gặp dịch ngôn đáng yêu nhỏ tép đi rất không may đang đứng ở tìm kiếm phối ngẫu giai đoạn đáng thương tiểu kết ba càng không may bị phát tình kỳ tết đi cho coi trọng thế là liền có tết đi nhật chân một màn này nam sinh từ dưới đất nhặt lên chó dây thừng ý đồ đem ôm chân mình không buông tay chó con kéo đi qua một bên nhất quán không có tâm tình gì trên mặt hiếm thấy biến sắc lâm vào ma chướng nghĩ phát tiếc dục vọng chó con miếng chặt môi muốn kéo ra chó con nam sinh giống như một cái cộng tác kỳ hoa hài kịch tổ hợp Thịnh vi ngữ chạy tới lúc, nhìn thấy cái này một hình tượng, trực tiếp cười nằm. Dịch ngôn mắt đau quét qua, qua, tới, hỗ trợ. Thịnh vi ngữ cũng coi như có lương tâm, lập tức liền đi qua hỗ trợ ôm mở chó con, dùng chó dây thường nắm nó, lui lại mấy bước, để nó với không tới dịch ngôn chân. Nhỏ Tết đi bất mãn phát ra kháng nghị, hung uôn trực gọi. Thịnh vi ngữ không để ý nó, nàng nhìn xem cho mày nam sinh, nín cười mở miệng, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tẩy quần? Không cần. Dịch ngôn quả quyết cự tuyệt, hắn cúi đầu mắt nhìn ống quần, khóe miệng nhỏ không thể thấy bỗng nhúc nhích, trong mắt khó được lộ ra ghét bỏ cảm xúc. Hắn lại nhìn về phía Thịnh Vi Ngữ, quy tội trách nhiệm, lưu, dắt chó, liền, liền đem chó dây thừng, dắt, dắt tốt. Không phải ta không có dắt tốt, Thịnh Vi Ngữ nâng lấy trong tay gãy thành hai đoạn dây thừng, biểu lộ vô tội, ngươi nhìn là dây thường đoạn mất. Bị tới nhà làm khách hùng hài tử cho cắt xấu, vết đứt chỗ còn bị thủy tinh nhựa cây cho kề cận. Dịch Ngôn rõ ràng không muốn cùng nàng nhiều đối với chuyện này nghiên cứu thảo luận quá nhiều, quay người muốn đi. Thịnh Vi ngữ gọi lại hắn, "Ai, tiểu kết ba vân vân." Nàng đem chó dây thường hướng lòng bàn tay lượn quanh hai vòng, nắm nhỏ tét đi hướng Dịch Ngôn đến gần mấy bước, "Nhà ta anh hùng xâm phạm, a à không, mạo phạm ngươi." ta thay nó nói xin lỗi, mời ngươi uống trà sữa thế nào? Không cần. Nam sinh cự tuyệt đến không có một chút do dự. Thật sự không dùng. Thịnh vi ngữ cũng không thấy quẩn bách, nàng hiếp hiếp mắt, khóe miệng cười nhiều phân không có hảo ý ý vị, thế nhưng là ta liền muốn mời ngươi uống trà sữa. Ta vừa mới, không cẩn thận cho ngươi cùng anh hùng vỗ trương chiếu, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy ta khả năng sẽ còn càng không cẩn thận mà đem tấm hình kia phát ra ngoài, ngươi nói, cái này phải làm sao nha? Trong lời nói uy hiếp ý vị mười phần, rất có hắn không đáp ứng, nàng liền sẽ lập tức đem cái này tai nạn xấu hổ rộng vì tuyên truyền tư thế. Dịch ngôn ánh mắt rốt cục bỏ được rơi vào trên người nàng, nhìn nàng chầm chầm, tự hồ đang châm trước nàng câu nói này chân thực tính. Nữ sinh hơi ngước đầu, nhìn xem hắn, đuôi mắt đi lên câu, hồ ly đồng dạng trong mắt, là không chút nào che lấp giả hoạt. Bị hắn như thế nhìn chầm chầm, cũng không quẩn bách ngược lại hoặc bác hướng hắn hơi chớp mắt dịch ngôn tránh ra bên cạnh mặt ta ta không không thích uống uống trà sữa cái kia để điện thoại dù sao ta mời ngươi uống trà sữa cũng là vì moi ra ngươi điện thoại ngươi không bú sữa mẹ trà có phải là muốn giúp ta tiết kiệm tiền nha tiểu kết ba không ngờ rằng ngươi như thế tri kỷ thịnh vi ngữ nắm đại hiệp đứng ở một bên nhìn xem nam nhân ngồi xổm ở Golden Retriever phía trước, cho nó vuốt lông. Nếu như hiện tại có tấm gương, nàng nhất định có thể nhìn thấy mình trương này tràn ngập xấu hổ mặt. Không có nữ nhân nào nguyện ý tại mình xuyên nông rộng quần áo ở nhà mặt không trang điểm hướng trời thời điểm, ngẫu nhiên gặp một cái nhan giá trị dáng người đều thuộc thượng phẩm nam thần. Người nam này thần vẫn là nàng trước kia, mối tình đầu. Cứ việc cái này mối tình đầu, tự hồ, cũng không nhớ rõ nàng nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng nguyện ý nhanh như vậy liền cùng hắn, thản nhiên, tương đối. Trọng yếu nhất là, nàng vừa tắm rửa thời điểm phát hiện. Nàng trên mũi mới lớn một viên đậu. Vô luận cái nào trương mỹ lệ khuôn mặt, đều đấu không lại một viên không xinh đẹp đậu đậu. Thịnh vi ngữ cơ hồ đem con mắt chầm chầm thành mắt gà chọi, đi quan sát mình trên chóp mũi viên kia đậu. Hoa, to lớn. Rõ ràng vừa mới tại kính bên trong nhìn, còn không có rõ ràng như vậy. Thịnh vi ngữ cực nhanh hướng dịch ngôn bên kia liếc qua, gặp hắn còn ngồi sổn trên mặt đất trấn an Golden Retriever, tự hồ không có chú ý tới cái này. Nàng vụng trộn giơ tay lên, hai cây ngón trỏ bóc lấy viên này chướng mắt đậu đậu, đang muốn đi chen rơi nó. Đối phương chợt vào lúc này đứng lên, xoay người, nhìn qua. Thịnh vi ngữ ngón tay rung lên, vừa vặn đem đậu đậu bóc phá. Trầm mặt. Vẫn là trầm mặt giống như không khí đều ngưng kết trầm mặt. Có giấy sao? Dịch ngôn trầm mặt đưa một bao khăn tay cho nàng. Cảm ơn. Không khí lại lâm vào như mê trầm mặt. Thịnh vi ngữ mặt không thay đổi dùng khăn giấy đè lại cái mũi. Nàng không biết mình là làm sao bình tĩnh nói ra đoạn đối thoại này. Tràn diện quá kích thích, nàng chậm không đến, tinh thần hoảng hốt, giống như có cái cái gì khác người đã khống chế chính mình. Đúng, đứng tại dịch ngôn trước mặt chen đậu đậu người này không phải nàng không phải nàng bản thân thôi miên nửa phút thịnh vi ngữ rốt cục trở lại bình thường dù sao tường thành đồng dạng da mặt không phải chỉ là nói suông cách khăn tay đè lên trên chóp mũi đậu đậu xác nhận nhỏ nhô lên đã biến mất rồi nàng hướng dịch ngôn phương hướng một bước cản ở trước mặt hắn cuốn lên môi không chút hoang mang xin lỗi thật sự là không có ý tứ nhà ta đại hiệp để chó của ngươi bị sợ hãi ta thay nó nói xin lỗi, xin không cần không chờ nàng nói xong tiếp xuống cái kia nửa câu, dịch ngôn liền đã lên tiếng cự tuyệt hoàn toàn như trước đây gọn gàng mà linh hoạt, không nể mặt mũi thịnh vi ngữ bị hắn đoạn lời nói đoạn đến xin sinh dừng lại hai giây, nàng nhíu mày đối với nam nhân phản ứng giống như có ngoài ý muốn, nhưng lại giống như là còn đang nàng trong dự liệu nàng giả mù sa mưa nở nụ cười, ta còn chưa nói xong đâu ngươi như vậy vội vã đánh gãy ta làm cái gì? Không đợi dịch ngôn nói chuyện, nàng liền cúi thấp đầu, nhìn xem ngồi sổng trên mặt đất Golden Retriever, nói. Mà lại ta chỉ là muốn mời Golden Retriever nhóc đáng thương ăn bữa thức ăn cho chó, nó đều còn chưa nói không tốt, ngươi vội vã cự tuyệt làm cái gì? Nói xong, nàng liền ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ lên Golden Retriever đầu, giống như nó có thể nghe hiểu người nói chuyện, cười hiếp mắt hướng nó nói chuyện. Ngươi nói có đúng hay không nha, nhóc đáng thương. Golden Retriever mở to ướt sũng mắt to, mặt nàng vuốt ve, không có phản ứng gì. Thịnh vi ngữ ngẩng đầu lên, giả vô tội nói. Nó nói là. Thịnh vi ngữ lại vỗ nhẹ nhẹ lấy Golden Retriever đầu hỏi. Tiểu khả ái, ngươi có muốn hay không ăn tỉ tỉ nhà thức ăn cho chó nha? Golden Retriever bị ép theo tay của nàng hơi hướng xuống điểm cái đầu thịnh vi ngữ lại lần nữa ngửa đầu nhìn về phía dịch ngôn nó nói muốn muốn đổi làm những người khác sớm bị nàng cái này gần như vô lại giống như da mặt dày cách làm chọc cho dở khóc dở cười nhưng mà người này hết lần này tới lần khác là dịch ngôn dịch ngôn chỉ là đứng ở trước mặt nàng từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn nàng ánh mắt lạnh lùng hắn đột nhiên câu lên một bên khóe môi không ngờ rằng ngươi còn có thể cùng chó tâm ý tương thông thịnh vi ngữ không nghĩ tới hắn sẽ đến một câu như vậy, thịnh vi ngữ cái trán gân xanh nhảy một cái. Nàng đè xuống bỗng nhiên dâng lên hỏa khí, dịch lão sư, ngài có chỗ không biết, ta đây đều là luyện ra được. Nàng thu hồi khoát lên golden retriever trên đầu tay, đứng lên, nhìn xem dịch ngôn, có thâm ý cười, năm đó, ta đuổi theo một cái không thích nói chuyện tiểu kết ba, cùng hắn giao lưu toàn bằng đoán, hết lần này tới lần khác hắn lại tính tình cổ quái vô cùng, vì đuổi theo hắn, nhưng làm ta mệt đến ngất ngư. Nói, nàng hướng dịch ngôn dặm tới gần một bước, trực tiếp kéo gần lại giữa hai người khoảng cách. Nàng tiến đến dịch ngôn dưới mí mắt, dơ lên một vòng có thâm ý cười, ra vẻ mê hoặc hỏi, dịch lão sư, ngài đoán, ta đuổi tới hắn không? Dịch ngôn cùng nàng đối mặt, mắt đen nặng nề, khóe môi nhấp thành một đầu bình thẳng tuyến. Giống như dấu tại vực sâu long bị sờ đến vẫy ngược, nam nhân quanh thân đều tràn ngập đáng sợ áp suất thấp hắn lạnh lùng mở miệng. Ta đối với ngươi chuyện cũ không có hứng thú. Bị hắn lãnh khóc một nghẹn, thịnh vi ngữ sửng sốt một chút, lập tức như nghẹn ở cổ họng. Trong lòng giống như bị thứ gì cho nắm chặt, làm cho nàng khó chịu, lại biệt khuất. Là ta dài dòng. Thịnh vi ngữ thả xuống rũ xuống mắt, đem cảm xúc ẩn tàng rất khá. Nàng một lần nữa dơ lên môi, dơ chẳng biết lúc nào đã giải khai bình khóa điện thoại, cười tủm tỉm mở miệng ta còn thiếu con đần retriever tiểu khả ái một trận thức ăn cho chó, đã ngày hôm nay không tiện, không bằng dịp lão sư lưu cái liên hệ phương thức, chúng ta hôm nào lại hẹn. Lại nói khách khí, trực tiếp ngăn ở dịch ngôn trước mặt động tác thế nhưng là không có chút nào khách khí. Rất có hắn không lưu lại số điện thoại, liền không cho hắn quá khứ tư thế. Cái này vô lại bộ dáng, cùng 10 năm trước ngăn ở hắn cửa phòng học, yêu cầu tên hắn thời điểm, không có sai biệt cửa siêu thị, khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân cùng khí chất thanh lãnh nam nhân đứng đối mặt nhau, ánh mắt đụng vào nhau. Nam người thân hình cao lớn, biểu lộ lạnh lùng, đen nhánh trầm tĩnh con ngươi mang theo một cổ trời sinh khí tràn. Nữ nhân lại không sợ chút nào, vẫn như củ mây trôi nước chảy, mắt cười doanh doanh. Dịch ngôn nhìn chầm chầm thịnh vi ngữ nhìn vài giây, cuối cùng dời ánh mắt. Dời ánh mắt đồng thời, cũng nhận lấy nàng dơ điện thoại. Thịnh vi ngữ khóe môi khẽ cong, trong lòng sinh ra một cổ thắng lợi khoái cảm, dương dương đắc ý. Dịch ngôn ấn xong dãy số, đưa di động trả lại cho nàng, quay người đang muốn đi, nhưng lại chợt nhớ tới cái gì, dừng chân lại. Hắn quay người lại, cúi đầu lạnh băng băng mà nhìn xem thịnh vi ngữ, có một việc. Giữa hai người kém hơn nửa cái đầu, hắn lại tiếp rất gần, thịnh vi ngữ không thể không ngẩng đầu lên, cái, cái gì sự tình nam nhân biểu lộ lạnh lùng, còn không nói gì, liền để nàng không khỏi cảm thấy có một cổ cảm giác áp bách, không tự giác rụt co rụt lại. Giống như một giây sau hắn liền muốn đưa tay đánh nàng giống như. Nhưng mà hắn lại chỉ là buông thõng mắt, đưa tay tại nàng phải mi mi đuôi nhẹ điểm một cái, ngươi nơi này. Đầu ngón tay hơi lạnh xúc cảm để thịnh vi ngữ toàn thân cứng đờ, không tự giác khẩn trương, sao, thế nào? Cũng dài khỏa đậu. Mười giờ tối gian phòng một mảnh tĩnh mịch. Thả ở trên bàn sách nạp điện màn hình điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên, phát ra u lam ánh sáng. Theo màn hình một lần nữa biến thành đen, điện thoại góc trên bên phải hô hấp đèn bắt đầu có quy luật chớp động. Không biết qua bao lâu, một con thật đẹp tay đưa nó từ trên mặt bàn nhặt lên, màn hình điện thoại di động cũng rốt cục một lần nữa sáng lên. Nam nhân vừa tắm rửa xong, bên hông chỉ bọc một đầu khăn tắm. Vừa tắm rửa xong, tóc của hắn còn rất ẩm ướt giọt nước từ sợi tóc nhỏ xuống dọc trên vai dọc theo rộng lớn cơ ngực chậm rãi hướng xuống trôi da của hắn rất trắng giống như là nhiều năm không thấy ánh nắng cái chủng loại kia trắng dáng người lại rất tốt sắp hàng chỉnh tề cơ bụng trắng chắc cân xứng khiêu gợi nhân ngư tuyến đủ để cho mỗi cái nữ miệng lưỡi khô không khóc dịch ngôn cầm điện thoại di động cúi đầu nhìn chầm chầm trên màn hình tin tức mới nhìn vài giây là một cái không có ghi chú số xa lạ phát tới dịch lão sư đoán xem ta là ai thông dài ngón tay ở trên màn ảnh điểm mấy lần dịch ngôn đem tin tức phát ra hứa ấu bạch thịnh vi ngữ thịnh vi ngữ kém chút bị đối phương phát tới ba chữ này cho nghẹn chết tức giận đến liền liếc mắt nàng gần nhất mắt trận trắng số lần thẳng lên mạng thăng khả năng về sau còn muốn hiện lên chỉ số lên cao coi như nàng là hứa ấu bạch, nàng ngược lại muốn xem xem, cái thằng này muốn giả mất trí nhớ trang tới khi nào. Nàng lại phát cái tin quá khứ. Thịnh Vi ngữ. Dịch lão sư, ngài trí nhớ thật tốt, trải qua một lần khóa liền nhớ kỹ ta. Dịch ngôn. Ân. Ừ. Thịnh Vi ngữ cười lạnh. Ngươi thật đúng là không kiêm tốn a. À. Nàng tiếp tục phát. Thịnh Vi ngữ Dịch lão sư đem toàn lớp người đều nhớ kỹ sao? Dịch ngôn. Không có. Thịnh Vi ngữ nhíu mày, đây ý là nói, liền nhớ kỹ nàng. A, à, nàng hiện tại càng không tin, cái thằng này khẳng định còn nhớ rõ nàng. Vậy tại sao đối với ta khắc sâu ấn tượng đâu, phát xong tin tức, Thịnh Vi ngữ nháy mắt cũng không nháy mắt chầm chầm lấy màn hình điện thoại di động, nhìn một chút đối phương lần này có thể xuất ra cái lý do gì giống như là biết nàng như thế tha thiết tâm tình đồng dạng đối phương hết lần này tới lần khác cách một hồi lâu mới về sâu đủ khẩu vị của nàng ngươi lên lớp nhất ồn ào thịnh vi ngữ nhà a a a trở về một đầu cuối cùng tin tức dịch ngôn bất động thanh sắc mà đem di động buông xuống hắn nhìn ngoài cửa sổ treo cao trăng tròn khóe môi câu lên một vòng vui vẻ độ cong đêm nay bóng đêm không sai tác giả có lời muốn nói. Dịch giáo sư Đêm nay bóng đêm không sai, tâm tình lại càng không sai. Dịch giáo sư mở ra đen bản chất thời gian dần qua lộ ra, chúng ta vi ngữ tiểu tỷ tỷ có thể hay không ngăn chặn hắn đâu, tường tình xin gặp chương kế tiếp phân giải, đột nhiên phát thanh khang, cảm ơn ta yêu điềm điềm, sách cho họa ném bị lôi, cảm tạ tài trợ O30PS. Nhật Golden Retriever Teddy gọi đại hiệp, Nhật chân Teddy gọi anh hùng, không phải cùng một cái A à ngày hôm nay cũng tịch mịch trống rỗng nằm chờ bình luận, converter. Lát Martin. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 6 Thứ 6 khóa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 6. Điện tránh lôi minh, mưa to như trút nước. To lớn mưa lớn điểm nện đến cửa sổ phanh phanh rung động, như có cái hung hãn cường đạo, một giây sau liền muốn phá cửa sổ mà vào, giết người phóng hỏa. Thân hình đơn bạc nữ sinh bị dắt lấy tóc hung hăng đẩy ngã xuống đất, cái trán trên mặt đất đập ra tiếng vang trầm nặng. Trung niên nữ nhân ở chua hoa chửi mắng, thanh âm cay nghiệt bén nhọn. Mà sau lưng nàng nam sinh, tránh ở bên cạnh, nhìn có chút hả hê cười. Rơi vào nữ sinh trên thân ánh mắt, hèn mọn mà tham lam, phản phất muốn dùng ánh mắt kia, lột sạch y phục của nàng, trắng trợn tiến hành hèn kinh nhờn. Trung niên nữ nhân còn đang liếu lo không ngừng chỉ mắng. Ngươi cái tiểu hồ ly tinh, thân biểu ca cũng dám câu dẫn. Con trai của ta như thế nghe lời, ngươi còn giảo biện nói hắn động thủ sờ ngươi. Có sách đọc cho ngươi cũng không tệ rồi, mỗi ngày cho sắc mặt ai nhìn đâu. Ngươi cái có nương sinh không có mẹ nuôi tiện chủng. Ngồi sập xuống đất nữ sinh đang nghe câu nói sau cùng thời điểm, nhỏ gầy tay thật chặt nắm thành quyền nàng viện cái ghế từ dưới đất bò dậy, run run rẩy rẩy, cơ hồ đứng không vững chân. Trên trán cỏ rách da, sưng lên cao cao một khối, nhìn xem liền đau. Nàng lại lông mày đều không có nhíu một cái, mà là gắt gao nhìn chầm chầm nữ nhân trước mặt, thanh âm khàn khàn, ngươi nói ai là tiện chủng. Trung niên nữ nhân khí diễm phách lối, liền nói ngươi đâu, không có cha tiện chủng. Nữ sinh bắt lấy bên cạnh cái ghế thành ghế, không biết là khí lực ở đâu ra, ra sức trong triều năm nữ nhân đập tới. Nàng mắt đỏ vành mắt gào thét, cuồng loạn. Con mẹ nó ngươi nói ai là tiện chủng. Thịnh vi ngữ một đêm ngủ không ngon. Tối hôm qua, hạ một đêm mưa, làm cho nàng thần kinh suy nhược. Cho nên nói nàng ghét nhất trời mưa xuống. Hôm nay là một lần cuối cùng ban hứa ấu bạch đi dạy thay. Nàng từ trên giường, trông thấy kính bên trong một mặt tiều tụy nữ nhân, sinh lòng bực bội rõ ràng không có sinh hoạt tình dục, lại vẫn cứ sống được cùng túng dục quá độ giống như. Nàng là dẫm lên tiếng chuông tiếng phòng học, đi vào thời điểm phòng học không sai biệt lắm đầy. Tới gần cửa phòng học cạnh góc còn có một chỗ trống, bởi vì góc độ vấn đề, thấy không rõ bản đen bên kia viết bản, vị trí này trên cơ bản sẽ không có người chủ động ngồi. Thịnh vi ngữ cũng không được tuyển, thở hỗn hển mấy cái, chen ở cái này cạnh góc, chấp nhận lấy ngồi. Cũng không tính chấp nhận, dù sao nàng cũng không phải là thật tới nghe khóa. Gấp cái đầu người, thuận tiện tại người nào đó trước mặt soát cái tồn tại cảm mà thôi. Thịnh vi ngữ nhìn về phía trên bục giảng nam nhân, hôm qua mưa to dẫn đến ngày hôm nay nhiệt độ có chút thấp, hắn xuyên kiện màu nâu nhạt trường khoảng áo khoác. Cái này áo khoác nàng tại Weibo bên trên gặp qua, là nước ngoài một cái rất nổi danh nhãn hiệu, rất nhiều thời thượng chủ blog tổng đẩy cái này nhãn hiệu trang phục, nhưng xuyên ra tới hiệu quả, còn phải nhìn người thấp không được mập cũng không được dịch ngôn thân hình cao lớn cái này áo khoác càng lộ ra hắn rộng chân dài lại dựng vào hắn cái kia một tiếng người sống chớ gần thanh lãnh khí chất không khỏi nhiều hơn mấy phần tấm dục khí tức để cho người ta khó mà tự điều khiển đi tưởng tượng thoát những y phục này nam nhân sẽ là cái gì bộ dáng có phải là còn như thế tấm dục vẫn là thịnh vi ngữ liếm liếm môi trong đầu không tự giác liền bị chút khiến miệng lưỡi khô không khóc sự tình cho chiếm hết. Đụng vào nam nhân trong lúc vô tình bay tới được băng lãnh ánh mắt, nàng căng thẳng trong lòng, sờ lên cái mũi, không khỏi một trận chột dạ. Vật lý thôi miên đại pháp thực sự quá tốt, nhất là nàng tối hôm qua vốn là ngủ không ngon. Thịnh Vi ngữ cuối cùng không thể chống nổi 10 phút, liền đổ xuống, ngủ được đất trời tối tăm, bất tỉnh nhân sự. Ý thức mông lung ở giữa, trong nội tâm nàng luôn có loại ẩn ẩn cảm giác. Cụ thể cảm giác gì, nàng cũng không nói lên được. Liền chẳng qua là cảm thấy, ngày hôm nay giống như có chuyện gì. Cụ thể chuyện gì, nàng cũng đã quên. Tự hồ không phải đặc biệt chuyện trọng yếu, nhưng cũng rất giống không thể tùy tiện coi nhẹ, đến cùng là cái gì. Nàng còn không nghĩ tới, liền đã trồng trắng mắt lật một cái, đã ngủ. Thịnh vi ngữ là bị tiếng chuông tan học cho đánh thức, phòng học nhiều truyền thông âm hưởng ngay tại đỉnh đầu nàng vang lên cùng muốn mạng người nàng bất tỉnh mới là lạ nhìn thấy người bên cạnh đều tại thu dọn đồ đạc cũng đã có người rời phòng học thịnh vi ngữ chậm nửa nhịp kịp phản ứng nguyên lai like là tan lớp gặp dịch ngôn còn ở trên bục giảng nàng đem sách vừa thu lại đứng người lên muốn đi hắn cái kia đi hẹn hắn ăn cơm nhưng mà vừa đứng lên thân nàng cả người lập tức liền cương tại nguyên chỗ thân thể một nơi nào đó, ấm áp chất lỏng như vỡ đê lũ ống, mãnh liệt mà ra. Cái ghế bị nữ nhân đột nhiên ngồi xuống, va chạm ra, phanh một tiếng. Động tĩnh khổng lồ treo đến người bên ngoài ghé mắt, liền trên giảng đài ngay tại cho học sinh giải đáp nghi vấn dịch ngôn, đều hướng nàng cái kia nhìn thoáng qua. Nhưng mà ngồi ở dựa vào cổng vị trí bên trên nữ nhân lại giật mình không nghe thấy, nàng trắng bệch lấy khuôn mặt, nhìn về phía trước, ánh mắt lại không có gì tiêu cự, tựa như tại thần du bộ dáng này nhìn ra được nàng hiện tại cực kỳ không ổn nàng hiện tại cũng đúng là rất không ổn thịnh vi ngữ rốt cuộc nhớ tới nàng ngày hôm nay đã quên chuyện gì hôm nay là nàng thân thích đến thăm thời gian cho nên mới sẽ nghĩ như vậy đi ngủ mà nàng bây giờ nghĩ chết vừa chết bởi vì tại trọng yếu như vậy thời gian nàng cái gì đều không chuẩn bị thậm chí mặc vào đầu bạch quần tử nàng tại sao muốn làm như vậy chết hiện tại chính là cơm trưa thời gian, học sinh trong phòng học đã đi được 7-8 phần, liền lên đài hướng dịch ngôn thỉnh giáo vấn đề học sinh, đều thu sách chuẩn bị đi. Nhưng mà thịnh vi ngữ nhưng vẫn là ngồi tại chỗ, gục xuống bàn, không nhúc nhích, cả người như là một tôn cứng ngắc tượng đá. Nàng cắn môi, trong đầu cực nhanh vận chuyển, nghĩ đến hiện tại gọi điện thoại cho Lăng Hy, làm cho nàng đưa bộ y phục đến, vẫn là. Trước mặt quan bỗng nhiên bị người ngăn trở, ném xuống một mảnh bóng đen. Thịnh vi ngữ vô ý thức ngẩng đầu, một ngẩng đầu liền tiến đụng vào cặp kia mực đầm bình thường trong mắt. Nàng tính phản xạ thẳng người đọc, bắp thịt toàn thân đều kéo căng quá chặt chẽ, giống như là đột nhiên phát hiện mình lĩnh vực bị ngoại nhân xâm lấn mèo, toàn thân xù lông, không nháy mắt nhìn chầm chầm đối phương, toàn vẹn là tiến vào cảnh giới trạng thái. Thịnh vi ngữ ngẩng đầu nhìn chầm chầm dịch ngôn, nghĩ ngụy trang thành chẳng có chuyện gì, có thế hạ thân không thể coi thường dính mồ hôi cảm giác lại làm cho nàng một trận chột dạ, ngươi, ngươi còn không đi, còn có chuyện gì? Nam nhân đôi mắt buông xuống, trầm mặt nhìn xem nàng. Không có vài giây, hắn đem chẳng biết lúc nào cởi ra treo trên cánh tay áo khoác áo khoác lấy xuống, ném tới trước mặt nàng trên bàn học. Thịnh vi ngữ hơi sững sờ, hướng dịch ngôn nhìn sang, còn chưa kịp nói cái gì, đối phương cũng đã quay người, mở ra chân dài, rời phòng học. Thịnh vi ngữ cúi thấp xuống mắt, nhìn lên trước mặt áo khoác áo khoác, có một cái chớp mắt hoảng hốt. Giống là cái gì bị phát động đồng dạng, dù cho trước đó lại thế nào né tránh ẩn tàng, giờ phút này hồi ức như mãnh liệt thủy triều, cuốn tới, làm cho nàng tránh không kịp. Trong thoáng chốc, nàng giống như về tới 10 năm trước, mới quen dịch ngôn thời điểm. Khi đó nàng mới từ dịch ngôn cái kia muốn đến số điện thoại không bao lâu. Từ khi đem số điện thoại của hắn nắm bắt tới tay, Mỗi ngày mỗi ngày, nàng đều xác định vị trí định thời gian đi cho hắn phát tin tức. Buổi sáng nói sáng sớm tốt lành, ban đêm nói ngủ ngon, hỏi hắn ăn cơm chưa, hỏi hắn tan lớp không, cho hắn phát trên sách sao đến clip ngắn, nhã rảnh trường học nhã rảnh bạn học nhã rảnh lão sư. Dịch ngôn xưa nay không về, nàng cũng không biết dịch ngôn đến cùng có hay không nhìn những tin tức kia. Nói thật ra, nàng thậm chí đều cảm thấy mình đã bị hắn bỏ vào sổ đen. Ngày đó tới gần tan học, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, thân thích bỗng nhiên đến thăm, không có một điểm dấu hiệu. Nàng cái gì đều không mang, liền vạn năng đồng phục áo khoác đều thật vừa đúng lúc ngày hôm đó rơi vào trong nhà. Bình thường lại thế nào không cần mặt mũi, thịnh vi ngữ lúc này cũng chỉ là một vừa trải qua tuổi dậy thì 15 tuổi thiếu nữ. Tuổi dậy thì đối với tính cùng thứ hai tính chinh mẫn cảm nhất thời kỳ, khát vọng cùng người thảo luận đồng thời, lại chỉ sợ bị người nghị luận, thịnh vi ngữ khó được một lần sốt ruột. Cùng đường mạc lộ phía dưới, nàng cho dịch ngôn gọi điện thoại. Nàng sợ hãi bị người khác biết sau chuyện này chế giễu lại không khỏi vì đó, tin tưởng dịch ngôn, một cái đối nàng hờ hững lạnh lẽo nam sinh. Ngoài ý liệu, điện thoại thông. Nam sinh không có đem nàng kéo vào sổ đen, cũng không có cúp máy điện thoại của nàng. Sau khi gọi điện thoại xong không bao lâu, dịch ngôn đi tới nàng phòng học. Lúc này đã cách tan học quá khứ nửa giờ, trong phòng học chỉ còn lại hai người bọn họ. Nam sinh đứng tại nữ sinh trước bàn, trông thấy nữ sinh ôm bụng gục xuống bàn, biểu lộ có chút thống khổ, càng nhiều hơn chính là, trước nay chưa từng có khó xử. Dịch ngôn không hỏi nhiều cái gì, thậm chí một câu đều không nói. Chỉ trầm mặt kéo xuống đồng phục khóa kéo, thoát đồng phục áo khoác, ném tới trên đầu nàng, bao lại nàng cả người. Ném áo khoác, quay người liền đi chờ thịnh vi ngữ đem áo khoác của hắn từ trên đầu giật xuống đến còn chưa kịp nói cái gì thậm chí ngay cả nét mặt của hắn cũng không kịp nhìn thấy đập vào mắt chỉ là hắn rời đi phòng học bóng lưng ngay lúc đó thịnh vi ngữ nhìn xem nam sinh cao gầy đơn bạc bóng lưng trong lòng có loại mau nhung nhung cảm giác giống như là có con mèo nhỏ móng vuốt tại không nghe lời cào cào nàng lần thứ nhất biết hóa ra một người bóng lưng dĩ nhiên cũng có thể đẹp trai như vậy nữ nhân cúi đầu nhìn xem trong ngực áo khoác, khóe môi bất tri bất giác đi lên dương nhẹ, mặt mày nhu hòa. Lăng Hy ngồi ở ghế sofa nhìn tivi, trong lúc lơ đãng hướng bên cạnh liếc qua, trông thấy thịnh vi ngữ đối một cái áo khoác ngẩn người bộ dáng, toàn thân cơ bắp đều viết đầy ghét bỏ. Thịnh tiểu thư, ngươi đã nhìn chầm chầm cái này cái áo khoác hơn một canh giờ, xin hỏi cái này áo khoác bên trên là có hoa đâu, còn là có thể bị ngươi nhìn ra hoa đây thịnh vi ngữ thu hồi suy nghĩ, cuộn lại cặp kia đôi chân dài, lười ven vang mà uống tại ghế sofa một góc. Nàng một tay chống đỡ lấy cái cầm, hơi híp mắt, giống như là đang tính toán cái gì, khóe môi cong lên vui vẻ độ cong, cực kỳ giống một con phơi thái dương về sau, thỏa mãn mèo. Lăng Hy gặp nàng cái bộ dáng này, lắc đầu, lầu bầu một tiếng. Nữ nhân này, mỗi ngày ở trước mặt nàng phát ra mị lực, còn không tự biết. May nàng là thẳng, bằng không, không chừng ngày nào liền phạm tội. Thịnh Vi ngữ tất nhiên là không biết nhà mình bạn cùng phòng lúc này đang suy nghĩ gì, nàng chính suy nghĩ một sự kiện. Suy nghĩ tốt, nàng lấy điện thoại di động ra, cho dịch ngôn phát tin tức. Dịch lão sư, ngày hôm nay cảm ơn ngài, ngài ở cái nào nha? Ta đem quần áo giặt xong đưa cho ngài quá khứ. Mấy phút sau, đối phương tự hồ mới nhìn đến tin tức, hồi phục. Hạ lần lên lớp cho ta. Thịnh vi ngữ sách một tiếng, nam nhân này miệng còn rất nghiêm, chết sống đều không lên bộ, không nói cho nàng địa chỉ. Hứa ấu bạch ngày mai sẽ trở về nước, nàng dạy thay kiếp sống như vậy kết thúc, cũng không cần đi học. Đương nhiên, nếu như dịch lão sư muốn để nàng đi, nàng tự nhiên cho hắn cái mặt mũi, để hắn nhìn lâu một chút nàng xinh đẹp tôn dung. Nhưng là hiện tại, nàng mục đích là moi ra đối phương hang ổ địa điểm. Thịnh vi ngữ đảo đảo trong mắt, cái cầm khoác lên trên đầu gối, hai tay vòng chân, cổ ở trên ghế salon lon đánh chữ. Dịch lão sư, ngài nhất định phải ta trước mặt bạn học cả lớp, còn ngài áo khoác sao? Nàng biết rõ đối phương không có ý tứ này, nhưng vẫn là cố ý xuyên tạc. Ngay trước toàn lớp người còn một cái nam nhân áo khoác, muốn nói giữa hai người này không có việc gì, đánh chết cũng không ai tin. Muốn thật làm cho nàng đi trường học trả, nàng nhất định trước mặt bạn học cả lớp, hảo hảo, nói một câu, dịch lão sư cái này cái áo khoác là thế nào đến trong tay nàng. Làm cho nàng ngẫm lại, là côn nhu cho trong lúc ngủ mơ nàng phủ thêm áo khoác, tốt đâu, vẫn là, tại nhà nàng qua đêm về sau không cẩn thận đem áo khoác rơi xuống, tốt đâu. Thịnh vi ngữ bên cạnh phát huy sức tưởng tượng bên cạnh, thuyết phục. Dịch lão sư, ta bị người khác hiểu lầm là không cần gấp gáp, nhưng là ngài nếu như bị người khác hiểu lầm, ta sẽ rất thương tâm. Dịch Ngôn lần này rất nhanh liền trở về. Cờ tòa nhà 1603. Thịnh Vi ngữ nháy mắt mấy cái, thật là khéo. Nàng phát tin tức quá khứ. Dịch lão sư, ta tại xe tòa nhà 803, thật là khéo. Thịnh Vi ngữ đợi đã lâu, đối phương đều không có lại về tin tức. Nàng híp mắt nghĩ nghĩ, khóe môi vui vẻ khẽ cong, lại gõ hạ tối hậu một tin tức gửi tới. Dịch Ngôn nắm lại chỉ gửi tới về sau liền đưa di động vứt xuống một bên quán ăn đêm ánh đèn lấp lóe âm nhạc ồn ào náo động nhiễu được lòng người sinh bực bội hắn mi tâm nhíu một cái nhìn về phía chính dựa vào ở trên ghế salon uống rượu nam nhân đây chính là ngươi nói được lắm sự tình nam nhân bên cạnh vai rộng hẹp eo trên thân món kia tao tức giận màu tím áo sơ mi là bên trên ngu dưới cờ thời trang công ty mới ra hạn lượng khoảng áo sơ mi cổ áo cố ý giải khai hai cái nút áo chân thon dài tùy ý trùng điệp, mang theo vài phần không đứng đắn khí chất. Chuyện uống rượu, cũng không là một chuyện tốt đây. Nam nhân đàm luận, không có rượu, còn gọi. Lâm ký vừa nói vừa dơ chén rượu lung lay, bị dịch ngôn mắt đau quét qua, lay động chén rượu dùng tay làm một bổng nhiên, trong miệng cũng nói đến một nửa không dám nữa nói đi xuống. Hắn cười xấu hổ, ồ vân vân vân, đã quên ngươi không uống rượu, lỗi của ta, lỗi của ta, ta tự phạt một chén nói xong liền đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch uống say về sau hắn đem chén rượu buông xuống liếc mắt dịch ngôn để lên bàn điện thoại nhíu mày nói bất quá ta vừa rồi liền muốn hỏi ngươi đêm nay làm sao một mực tại nhìn điện thoại làm sao chúng ta dịch giáo sư rốt cục cũng sẽ tại trên mạng lướt sóng rồi dịch ngôn không có tâm tình gì nhìn hắn một cái ta không nghe nói nhảm lâm ký tự chuốc nhục nhã cũng không còn quanh co lòng vòng được 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 ta không nói nhảm ta không nói nhảm hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu giống như là tại vì dịch ngôn không hiểu được trân quý mà tiết hận cũng chỉ có ngươi sẽ ghét bỏ ta lời nói nhiều ngẫm lại cũng thế lâm thị ở trong nước thế nhưng là ăn uống ngành nghề tiếng tâm lừng lẫy nhãn hiệu liền lấy cái này bê thị tới nói có thể xếp được danh hào cấp cao phòng ăn cái nào không có điểm lâm thị cổ phần Hắn Lâm Ký, làm Lâm thị đại lão bản, cái nào không nghĩ nhiều nịnh bợ một hai. Cũng chỉ có trước mắt vị này, chưa từng đem rừng đại tổng tài thân phận đưa vào mắt qua. Còn suốt ngày đem hắn từ đầu đến chân đều cho ghét bỏ mấy lần. Có lẽ đây chính là tình huynh đệ đi. Lâm Ký bản thân an ủi nghĩ. Hắn nhìn mình vị này hảo huynh đệ, không chút hoang mang nhất lên chính sự, ngươi lần này về nước, không có cùng trong nhà người nói. Nói đến rất quái dịch ngôn cùng dịch gia người, quan hệ không kém, nhưng lại tự hồ như một mực dừng ở lễ. Nhìn ra được, là dịch ngôn đơn phương cùng nhà hắn người vẫn duy trì một khoảng cách. Cũng không biết giữa bọn hắn đến cùng phát sinh qua cái gì, bình thường ở chung, bình thản như nước, nhìn không ra một chút xíu huyết thống liên hệ cảm giác thân thiết, gọi người rất khó tin tưởng đây là người một nhà. Nhưng trên thực tế, dịch ngôn đúng là dịch gia thực sự nhị nhi tử, thân sinh. Lần này Dịch Ngôn từ chức về nước, Dịch gia bên kia, dĩ nhiên trước đó không biết, vẫn là ở Lâm Ký cùng Dịch gia đại ca đàm điện thoại thời điểm, trong lúc vô tình đề cập, mới biết được. Dịch Ngôn trên mặt không có biểu tình gì, nói hay không, bọn họ không phải cũng đã biết. Nói bóng gió, mặc kệ hắn nói không nói, Lâm Ký cái này lớn miệng ba tử, đã đều nói ra ngoài. Nghe ra hắn ý tứ, Lâm Ký có chút bất mãn, uy uy này làm sao còn ỉ lại vào ta rồi ta làm sao biết ngươi là bỗng nhiên không trên một tiếng liền từ chức trở về ta còn tưởng rằng ngươi cũng cùng trong nhà người thương lượng xong đâu nhấc lên cái này lâm ký lại hiếu kỳ nói đến ngươi đến cùng vì cái gì đột nhiên về nước ở bên kia đợi đến khỏe mạnh bỗng nhiên không trên một tiếng từ chức về nước làm dạy học tượng chẳng lẽ bọn họ loại này ai quy cao nhân loại sống đến nhất định niên kỷ đều muốn làm chút gì khác thường biết sự tình dịch ngôn nhấp một miếng bạch thủy biểu lộ thản nhiên ngươi không cần biết lâm ký oán trách giống như tài một tiếng đừng nói như vậy ta biết ngươi làm việc luôn luôn không phải không mục đích tính ngươi nói ra đến nói không chừng huynh đệ ta còn có thể giúp đỡ hai cái bận bịu đâu nói hắn lại đi trên bàn rượu cuối người cho mình rót rượu bên cạnh dịch ngôn điện thoại bỗng nhiên sáng lên màn hình lâm ký tính phản xạ hướng sáng ngời bên kia nhìn thoáng qua không cẩn thận liền đem trên màn hình đồ vật cho thấy hết trên tay cường độ buông lỏng trên tay bình rượu cạch cạch ngã ở trên bàn chất lỏng khuynh đảo chảy một bàn nhưng mà lâm ký lại là không có một điểm ý thức được đồng dạng mà là một mặt khiếp sợ nhìn xem dịch ngôn giới kinh doanh lấy xử sự, sự không sợ hãi mà tiếng tâm lừng lẫy rừng đại tổng tài giờ phút này duỗi ra ngón tay chỉ vào bên cạnh sắc mặt không tốt nam nhân ngươi ngươi. Nam nhân lạnh băng băng mắt đau quét qua, lâm ký lập tức thu tay lại, che miệng của mình. Hắn tránh đi ánh mắt, ta cái gì cũng không thấy. Hắn cái gì cũng không thấy. Thật sự. Trên màn hình đầu kia, dịch lão sư, nhớ kỹ đêm nay khóa chặt cửa A, tin tức, hắn một cái dấu chấm câu cũng không thấy. Tác giả có lời muốn nói. Lâm ký. Không ngờ rằng ngươi như thế tao. Dịch ngôn chúng ta vi ngữ tiểu tỷ tỷ lật về một ván. Vỗ tay. Ngày hôm nay dịch giáo sư ném áo khoác bạn trai lực mát có hay không, mặc dù không nói câu nào nhưng chính là xoái qua xoái ca cảm ơn vô địch dọc mèo lười ném địa lôi ôm lấy đã lâu không gặp mèo lười thu một ngụm O30 đầu này to thêm. Ngày hôm nay bình luận vượt qua 15 chữ phát hồng bao, sờ lấy ta xẹp xẹp tiểu tiễn túi nhu thuận chờ bình luận, converter. Lát Martin. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 7 Thứ bảy khóa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 7. Thân thích đến thăm chuyện này, đối với thịnh vi ngữ tới nói, liền là mỗi tháng một lần gặp trắc trở. Nhất là tại ngày thứ hai, eo hãy cùng gấp, không làm được gì, bụng dưới rủ xuống trướng cảm giác, làm cho nàng luôn cho là, là có người hay không nửa đêm vụn trộn xé ra bụng của nàng, lấp một túi tảng đá đi vào cứ việc dạng này, nhưng vẫn là có thao không hết trái tim. Mê mơ hồ gián ngủ đến 9, 10 điểm, hứa ấu bạch bỗng nhiên gọi một cú điện thoại tới, lớp bốt chính là một trận điên cùng nhã rảnh. Nhã rảnh bọn họ mới tới vị này dạy thay lão sư, người soái đến biến thái, tính tình so với biến thái còn biến thái. Lên lớp trước điểm danh tra được coi như xong, còn nhất định phải điểm danh trả lời vấn đề. Điểm danh trả lời vấn đề vậy thì thôi, vì cái gì hết lần này tới lần khác như thế, yêu quý, nàng. Ngươi biết hắn một tiết khóa điểm ta mấy lần sao? Ba lần. Một tiết khóa liền điểm ba lần. Lần thứ nhất, hắn nói ngồi hàng cuối cùng bên tay phải cái thứ nhất nữ đồng học lên đến trả lời vấn đề, là ta, ta nhận. Lần thứ hai, hắn còn nói hứa ấu bạch bạn học trả lời vấn đề, vẫn là ta, ta miễn cưỡng nhận. Thế nhưng là lần thứ ba, hắn lại điểm ta điểm ta học hào ta cũng không tin hắn không nhìn thấy tên của ta bên cạnh học hào con mẹ nó chứ hứa ấu bạch chỉ cảm thấy mình lần trước khóa liền bị tra tấn điên rồi ngươi nói vị này biến thái dịch giáo sư có phải là coi trọng ta rồi không phải thịnh vi ngữ phủ định hứa ấu bạch không tin ngươi vì cái gì xác định như vậy bởi vì thịnh vi ngữ cong lên môi câu lên một vòng ý vị thâm trường cười hắn là coi trọng ta Hứa ấu bạch. Hứa ấu bạch. Nằm thi hai ngày, thời gian hành kinh triệu chứng không nghiêm trọng như vậy, thịnh vi ngữ rốt cục một lần nữa sống lại, đi hứa ấu bạch cái kia cầm nàng dậy thay thù lao. Chồng đồ trang điểm. Tựa như nam nhân nóng lòng cất giữ A, nữ nhân đối với đồ trang điểm nhu cầu, vĩnh viễn ở vào một loại gì đều thiếu trạng thái. Đã đều đến bê đại, thịnh vi ngữ không có lý do không đi gặp gặp dịch giáo sư. Mấy ngày không gặp, nàng nhưng là muốn niệm đến không được mà dịch giáo sư mỗi ngày điểm hứa ấu bạch tên nghĩ đến cũng là đối nàng cái này hứa ấu bạch tưởng niệm đến không được từ hứa ấu bạch cái kia thăm dò được dịch ngôn buổi sáng không có lớp hẳn là ở văn phòng thịnh vi ngữ thiếu đi rồi đường quanh co trực tiếp tới phòng làm việc tìm người không biết trường học cho hắn nhiều ít ưu đãi dịch ngôn văn phòng tại giáo chủ lâu còn độc nhất ở giữa cửa phòng làm việc không có đóng bệ vệ rộng mở Thịnh Vi ngữ đi tới cửa, đang muốn tượng trưng gõ một chút cửa, lại nhìn thấy trong văn phòng không chỉ dịch ngôn một người, còn có cái đeo kính tuổi trẻ muội tử, tự hồ là đến thỉnh giáo vấn đề học sinh. Học sinh thân phận này là không có vấn đề, nhưng đến thỉnh giáo vấn đề. Thịnh Vi ngữ đối với lần này cầm giữ nguyên ý kiến. Nàng đứng tại cửa ra vào, không có lên tiếng, yên lặng nhìn trong chốc lát. Kính mắt muội tử đứng tại dịch ngôn bên người, một tay dựng trên bàn chèo chống cuối người nghe dịch ngôn giảng giải vấn đề nàng xuyên phổ thông tê sớt nhìn qua thanh thuần vô cùng coi như nàng hiện tại cái tư thế này trước ngực sự nghiệp tuyến vừa có thế như ẩn như hiện mà bản thân nàng đâu khóe miệng ngậm lấy thẹn thùng cười ánh mắt xuống dốc đến trên sách ngược lại là vô tình hay cố ý hướng bên cạnh dịch ngôn trên mặt bay giống như có thế từ trên mặt hắn nhìn ra đáp án giống như thịnh vi ngữ sắc mặt xấu không chỉ một nửa cái này dịch ngôn, ngày thường đối nàng như thế lạnh, hiện tại cũng rất kiên nhẫn, đối phương còn kém đem ngực cho dáng đi lên, hắn còn đang giảng đề, mặt không đổi sắc, nhìn không chớp mắt. Tốt xấu, tốt xấu lão nhân gia ngài cũng ra cái âm thanh, để cái này muội tử đường viền bên trên tránh xa một chút a. À. Thịnh vi ngữ đem răng hàm mài đến khanh khách vang, đưa tay đang muốn gõ cửa, bên người bỗng nhiên truyền tới một giòn tan giọng nữ. A di, ngài đứng tại cửa ra vào làm gì nha? Thịnh vi ngữ nghe tiếng cúi đầu, trông thấy một cái sáu bảy tuổi lớn tiểu nữ hài đứng ở bên cạnh, chính ngửa đầu nhìn lấy mình. Tiểu nữ hài dáng dấp thủy linh linh, gương mặt tròn trịa cùng lột xác nấu trứng gà, vừa trắng vừa mềm. Nàng chấp ngập nước mắt to, hỏi. A di, ngài cũng là tới hỏi làm việc vấn đề sao? Thịnh vi ngữ lông mày co lại, A di. Đây cũng không phải là một cái thân thiết xưng hô nàng ngồi xổm người xuống, đâu ra đấy uống nắng tiểu nữ hài, ở bên ngoài gọi bậy nữ hài tử A Di là không lễ phép, phải gọi tỷ tỷ, hiểu không? Tiểu nữ hài nghiêng cái đầu nhỏ, cái hiểu cái không trừng mắt nhìn. Trong phòng làm việc dịch ngôn bởi vì động tĩnh của cửa nhìn qua, hắn nhìn thịnh vi ngữ một chút, đối phương giơ một cái tay, lắc lắc, cười hiếp mắt hướng hắn chào hỏi, dịch lão sư, đã lâu không gặp nha. Dịch ngôn chỉ lãnh đạm lường nàng một chút, không có ứng thanh, mà là nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ hài, triệu hy quan, tiến đến. Tiểu nữ hài giòn tan đáp lời tốt, hấp tấp chạy vào đi, lại dừng lại, quay đầu nhìn thịnh vi ngữ một chút. Nàng hướng thịnh vi ngữ vẫy gọi, A Di, ngươi làm sao không tiến vào nha? Thịnh vi ngữ lần nữa uống nắng nàng đối với mình xưng hô, gọi tỷ tỷ. Nàng đi vào, tại trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Cảm nhận được kính mắt muội tử không quá hữu hảo tìm tòi nghiên cứu tính ánh mắt, thịnh vi ngữ đôi lông mày nhíu lại, dơ lên một vòng nhu nhu cười, hướng dịch ngôn ỏn à ỏn ẻn mở miệng, ngôn ngôn, không cần phải để ý đến ta, ngươi trước bận biệu, làm xong chúng ta lại đi ăn cơm trưa. Nữ nhân thân mật xưng hô hòa giọng điệu, thành công để dịch ngôn khóe mắt khẽ nhăn một cái. Kính bắt muội tử cũng bởi vì nàng đối với dịch ngôn xưng hô, sắc mặt từ trắng biến thanh. Dịch lão sư, nàng kính bắt muội tử sợ hãi mở miệng nghĩ hỏi nữ nhân này là ai, lại tại nam nhân dương mắt nhìn qua trong nháy mắt, đem lời nghẹn ở trong cổ họng. Ánh mắt này không thể nghi ngờ là lạnh lùng, lạnh lùng bên trong, còn mang theo phân không kiên nhẫn. Cho dù hắn không nói gì, chỉ là như vậy ánh mắt, liền đã đem cảnh cáo ý vị cho truyền ra ngoài. Làm cho nàng bảo vệ tốt bổn phận, nàng còn không có có thể hỏi đến hắn chuyện tình tư cách. Kính mắt muội tử cắn cắn môi, thấp giọng nói một cái xin lỗi, cẩn thận nghe, trong thanh âm của nàng đã mang theo chút yếu ớt giọng nghẹn ngào. Mà chọn khởi phong ba kẻ đầu têu lại là không hề hay biết chuyện bên kia, nàng lười biến dựa vào ở trên ghế salon, đã sớm phối hợp chơi điện thoại đi. Một bộ đã trí thân sự ngoại bộ dáng. Bỗng nhiên, nàng cảm giác cánh tay của mình bị người nhẹ nhàng chọc lấy hai lần. Thịnh vi ngữ nghiêng đầu đã nhìn thấy tiểu nữ hài mở to quay tròn mắt to nhìn chính mình. Tiểu nữ hài xích lại gần một chút, một cái tay ngăn tại bên miệng, nhỏ nhỏ giọng hỏi. Tỷ tỷ, ngươi là thúc thúc ta bạn gái sao? Thúc thúc. Thịnh vi ngữ sửng sốt hai giây, nhìn về phía tiểu nữ hài, dịch ngôn là thúc thúc của ngươi. Tiểu nữ hài gật đầu. Thịnh vi ngữ ho nhẹ một tiếng, hướng dịch ngôn bên kia lít qua, gặp hắn còn đang cho kính mắt muội tử giảng đề, tựa hồ không có chú ý bên này nàng dơ lên một vòng không có hảo ý cười, hướng tiểu nữ hài ngoắt ngón tay, làm cho nàng lại lại gần điểm. Nàng tiến đến tiểu nữ hài bên tai, thấp giọng mở miệng. Hiện tại còn không phải thúc thúc của người bạn gái A, nhưng là thúc thúc của người một mực cầu ta khi hắn bạn gái. Tiểu nữ hài không hiểu, tại sao muốn cầu ngươi làm bạn gái. Bởi vì hắn thực sự rất ưa thích ta, thích đến. Triệu Hy Quang Thịnh Vi ngữ lời còn chưa nói hết, thanh âm của nam nhân thình lình từ phía sau lưng truyền tới dọa nàng đáy lòng nhọn đều rung lên một cái nàng quay người lại ngẩng đầu liền gặp được nam nhân tối tăm lạnh lùng con ngươi hắn chẳng biết lúc nào chạy tới nơi này mắt kiến kia muội tử cũng đã rời đi thịnh vi ngữ không biết hắn vừa mới nghe được nhiều ít cảm thấy nhột nhạt trong lòng nhưng vẫn là kiên trì giả bộ như rất có lực lượng bộ dáng trách hắn ngươi đi đường nào vậy không có tiếng a muốn trộn nghe chúng ta nói chuyện dịch ngôn nhìn nàng một cái, khó được về nàng, ta không nghe thấy. Thịnh vi ngữ nghe xong, nới lỏng khẩu đại khí. Nhưng mà, bên cạnh tiểu nữ hài lại vang dội mở miệng. Thúc thúc, tỷ tỷ vừa mới nói, ngươi rất là ưa thích nàng, cầu nàng đương bạn gái của ngươi. Thịnh vi ngữ muốn đập đầu vào tường. Nhìn xem nữ nhân gục đầu xuống, viện tráng sinh không thể luyến bộ dáng, dịch ngôn công xuống khóe miệng, ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Tại nàng ngẩng đầu trong nháy mắt, lại lập tức sang bằng khóe miệng độ cong. Dịch ngôn biểu lộ thản nhiên, triệu hy quan còn nhỏ, không muốn đối với tiểu hài tử nói dối. Thịnh vi ngữ Triệu hy quan tỉnh tỉnh mê mê ở bên cạnh tiến hành vô ý thức bổ đao, thúc thúc, tỷ tỷ nói cái gì láo nha. Thịnh vi ngữ Dịch ngôn không có về nàng, mà là nhảy qua cái đề tài này, đem ngươi túi sách đọc tốt, đi ăn cơm. Gào triệu hy quan rất cho dịch tự bị mang qua cái đề tài này, khéo léo ứng một tiếng, nhảy xuống ghế sofa, đi bên cạnh cầm nàng sách nhỏ túi. Dịch ngôn lại nhìn về phía thịnh vi ngữ, hỏi. Ngươi đến có việc. Thịnh vi ngữ rất nhanh từ vừa mới xấu hổ bên trong trở lại bình thường, một lần nữa dơ lên cười, tới tìm ngươi cùng nhau ăn cơm nha. Không đợi dịch ngôn nói cái gì, nàng tiếp tục nói. Ngươi trước mấy ngày giúp ta, ta mời ngươi ăn một bữa cơm, không tính vượt qua a. Lúc này, Triệu Hy Quang đã cõng sách nhỏ túi đi tới dịch ngôn bên người, ngửa đầu nhìn xem hai cái người lớn nói chuyện. Thịnh Vi ngữ cúi đầu nhìn về phía nàng, phủ lên một bộ lão a di dụ. Quải Tiểu hài tử hòa ái nụ cười, tiểu mỹ nữ, tỷ. A di mời ngươi ăn tiệc, còn có trà sữa uống, có đi hay không nha. Nghe được tiệc hai chữ, Triệu Hy quan sáng lên ngôi sao mắt, đi. Thịnh Vi ngữ dắt tay của nàng, nắm nàng hướng bên ngoài phòng làm việc đi. Một lớn một nhỏ hai người, đi tới cửa, xoay người nhìn về phía còn đứng lấy nguyên địa dịch ngôn. Thịnh Vi ngữ cố ý thúc hắn, dịch lão sư, mau cùng bên trên nha, đi trễ trà sữa liền không có. Triệu Hy quan học phụ họa, thúc thúc, đi trễ trà sữa liền không có nha. Dịch ngôn mặt không biểu tình nhìn xem cái này một sướng một họa hai người, lạnh giọng cảnh cáo không cho phép uống trà sữa tác giả có lời muốn nói dịch ngôn không cho phép uống trà sữa phiên dịch chờ ta cùng đi chúc mừng chúng ta dịch giáo sư thu hoạch được mới xưng hào ngôn ngôn não bổ một cái nhỏ kịch trường dịch giáo sư cự không thừa nhận xưng hô thế này vi ngữ ngôn ngôn uống nước sao người nào đó không để ý vi ngữ Ngôn ngôn, ngày hôm nay ăn cái gì nha? Người nào đó không để ý, vi ngữ. Ngôn ngôn, ta thái thịt cắt tới tay ca, dịch giáo sư. Tổn thương cái nào rồi? Vi ngữ. Hì hì, lừa ngươi, ngôn ngôn, ngôn ngôn. Converter. Lát Ma Tiên. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 8. Thứ 8 khóa. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 8. Nhi đồng chủ đề phòng ăn Một đôi nam nữ mang theo cái tiểu nữ hài ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nữ nhân chống đỡ cái cầm, cùng tiểu nữ hài nói cười yến yến. Mà ngồi ở các nàng đối diện nam nhân, biểu lộ lạnh băng băng, không nói nhiều, gọi người sợ hãi nhìn thẳng hắn. Có thế dạng này một cái cao lạnh nam nhân, nhưng cũng kiên nhẫn ngồi ở chỗ này, ngay trước an tĩnh lắng nghe người ngẫu nhiên ánh mắt tại nữ nhân trên người dừng lại nhưng lại tại nữ nhân nhìn sang thời điểm rất nhanh dời ánh mắt bất động thanh sắc nam nhân tuấn lãng nữ nhân mỹ mạo tiểu nữ hài thanh tú đáng yêu nhan giá trị rất cao ba người để trong nhà ăn không ít người ánh mắt đều kìm lòng không được hướng bên này nghiêng mắt nhìn trong lòng cực kỳ hâm mộ bị trời cao chiếu cố cái này toàn gia trên thực tế bọn họ cũng không phải là thật sự một nhà ba người mẹ ta họ triệu cho nên ta cũng họ triệu thanh âm của tiểu cô nương ngọt ngào giống như là từ mật bên trong lăng qua kẹo mềm nải thanh nải khí giải thích mình danh tự tồn tại ba ba nói mụ mụ sinh ta thời điểm thật vất vả cho nên muốn ta đi theo mụ mụ họ ba ba còn nói hy vọng ta có thế giới ánh mặt trời lớn lên nàng nói lời này lúc giọng nói mang vẻ điểm khó mà che giấu nhỏ kiêu ngạo nàng có trên thế giới tốt nhất ba ba cùng mụ mụ Thịnh vi ngữ chống đỡ cái cầm, kiên nhẫn nghe nàng giảng sự tình các loại, cũng giống là bị lây nhiễm đến, cười nói. Cái kia ba ba của ngươi nhất định rất yêu rất yêu ngươi mụ mụ. Triệu hy quan nặng nề mà gật đầu, ba ba thật yêu thật yêu mụ mụ, bọn họ mỗi ngày đều muốn hôn thân. Nói xong lại bụng mặt, y, xấu hổ. Thịnh vi ngữ bị nàng chọc cười, phốc cười ra tiếng, nhẹ nhàng nhéo một cái nàng thịt đô đô mặt, nhân tiểu quỷ đại cùng không tâm kế tiểu hài tử ở chung, nghe giống kẹo mềm đồng dạng đáng yêu đồng ngôn, nàng khó được nhẹ nhàng như vậy vui sướng. Thịnh vi ngữ thật dài thở vào một hơi, tiểu mỹ nữ, ta thật là ghen tị ngươi nha. Có thế có tốt đẹp như vậy tuổi thơ, liền đúng như cùng hy quan cái tên này đồng dạng, mang theo cha mẹ kỳ vọng, dưới ánh mặt trời trưởng thành. Không giống nàng. Sinh ra ngay tại nhận không ra người trong bóng tối, tại vốn nên hưởng thụ ánh nắng thời điểm, lại chỉ có thể ở âm u ánh nắng mặt sau. Không cảm giác được một điểm ánh nắng mang đến ấm áp. Duy nhất bắt lấy một tia sáng, nhưng lại tại ngắn trong nháy mắt từ giữa ngón tay chạy đi. Làm cho nàng lần nữa độc thân lâm vào băng lãnh trong bóng tối. Nữ nhân từ đáy lòng cảm thán giọng điệu, để dịch ngôn chưa phát giác đưa ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Nàng mỉm cười nhìn xem bên cạnh tiểu nữ hài, ánh mắt lấp lóe. Trong suốt trong mắt, không phải ngày bình thường tận lực giả vờ ý cười, cũng không có đùa nghịch tiểu thông minh lúc giảo hoạt, mà là toát ra thật sự rõ ràng ghen tị cùng hướng tới, nhưng lại tựa như ẩn sâu bất đắc dĩ cùng cô đơn. Rõ ràng chỉ có hơn 20 tuổi, lại giống như là trải qua rất nhiều chuyện đời, tự dưng lộ ra một loại hoang vu thê lương cảm giác. Dịch ngôn nhíu nhíu mày, lại không có nói thêm cái gì. Triệu Hy quan lệch ra cái đầu, tò mò hỏi. A Di, ngươi ghen tị ta cái gì nha? Tại đến phòng ăn trên đường, thịnh vi ngữ lại lần nữa uống nắng nàng xưng hô, làm cho nàng đổi giọng gọi a di. Không có gì, thịnh vi ngữ thu hồi bay xa suy nghĩ, vô ý thức nghiêng nghiêng đầu, vừa cùng đối diện dịch ngôn ánh mắt đụng vừa vặn. Nàng sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, phản chiếu lấy nam người thân ảnh trong mắt nhiều phân trêu chọc ý vị, ghen tị ngươi có cái như vậy xuất khí thúc thúc, thật hạnh phúc. Dịch ngôn dời ánh mắt, luôn luôn không có chút rung động nào trên mặt, có một cái chớp mắt mất tự nhiên. Rất rõ ràng, hắn còn không có quen thuộc loại này nói đến là đến đùa giỡn. Thịnh vi ngữ bưng lên bên cạnh nước sôi để nguội uống một ngụm, tại ly pha lê sau cười đến giống con ăn vụng mèo. Lúc này, triệu hy quan bỗng nhiên giòn tan mở miệng. Ba ba thật yêu thật yêu mụ mụ, cho nên mỗi ngày cùng mụ mụ hôn hôn, thúc thúc thích A-di thích vô cùng, có phải là cũng muốn mỗi ngày đều cùng a di hôn hôn nha thịnh vi ngữ một ngụm nước kém chút không có đem mình cho sạch chết mãnh liệt ho khan ho đến mang tai đều đỏ nàng bên cạnh khục bên cạnh vụn trộn liếc qua dịch ngôn đối phương không có nàng phản ứng lớn như vậy chỉ là nhíu mày nhìn về phía kẻ cầm đầu triệu hy Quang, về sau cách cha mẹ ngươi xa một chút thịnh vi ngữ nho nhỏ không biết làm sao một chút cái gì gọi là để tiểu cô nương rời người nhà cha mẹ xa một chút. Dịch ngôn giọng nói chuyện một mực như thế, đối với người nào đều lạnh băng băng, tại tiểu hài tử trong mắt lại có vẻ có khá dữ, đặc biệt là khi hắn nói ra chút gì giáo húng ý vị lời nói thời điểm. Triệu Hy Quang chết miệng, vĩ khuất ba ba. Trong đầu yên lặng nhớ kỹ khoảng này, muốn trở về nói cho nàng ba ba mụ mụ, thúc thúc vì xinh đẹp A Di huống nàng. Cơm nước sông xuôi, Dịch Ngôn lúc đầu muốn đưa Triệu Hi Quang về nhà, tiểu cô nương lại mắt sắc xem gặp chủ đề phòng ăn bên cạnh phòng trò chơi, nhao nhao nháo muốn đi chơi. Dịch Ngôn làm mặt trắng không đáp ứng, hết lần này tới lần khác thịnh vi ngữ liền thành cái kia đỏ mặt, không nói hai lời nắm tiểu cô nương đi trò chơi kia sẵn, bồi tiếp nàng náo. Chờ từ phòng trò chơi ra lúc, đã 4 giờ chiều. Dịch Ngôn muốn đưa Triệu Hi Quang về nhà. Hôm nay là Triệu Hi Quang ba mẹ kết hôn ngày kỷ niệm đem triệu hy quan ném cho dịch ngôn đợi nửa ngày, hai người điềm điềm mật mật hẹn với. Thịnh vi ngữ từ triệu hy quan cái này nghe nguyên nhân, ra kết luận, xác định là hôn cha mẹ. Thịnh vi ngữ chuẩn bị trực tiếp về nhà, cùng bọn họ không tiện đường. Đi ra chủ đề phòng ăn thời điểm, bên ngoài phong vân đột biến, mây đen ép một chút. Mưa to khúc nhạt dạo. Thịnh vi ngữ đang muốn nói mình đánh trước xe đi, dịch ngôn không nói gì, đem triệu hy quan ném cho nàng, đi nhà để xe lái xe tới. Rõ ràng là muốn đưa nàng. Thịnh vi ngữ cũng không có từ chối, chỉ là có chút ngoài ý muốn đối phương tri kỷ, cùng bình thường đãi nàng lạnh lùng thái độ không tương xứng. Triệu Hy Quang ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nải thanh nải khí ngâm nga bài hát. Tiểu cô nương tâm tình một tốt, liền thích ca hát. Dịch ngôn cảm thấy ồn ào, nhíu mày lại, Triệu Hy Quang, yên tĩnh. Triệu Hy Quang bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, lại vẫn là nghe lời ngậm miệng lại, chuyên chú chơi lấy từ chủ đề phòng ăn mang ra tặng phẩm đồ chơi, yêu thích không buông tay. Thịnh vi ngữ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn xem ven đường cảnh sát lui lại, buồn bực ngán ngẩm. Ánh mắt liếc qua thoáng nhìn dịch ngôn nghiêm túc lái xe bên mặt, nàng dứt khoát quay đầu, trắng trợn thưởng thức. Nam nhân làn da rất trắng, bên mặt đường cong cứng trắng, mặt mày dài nhỏ, mũi cao thẳng, môi mỏng thói quen khẽ mím môi, cho người ta một loại khó mà tiếp cận cảm giác. Khả việc là như thế này, liền vượt dụ hoặc người đi đào móc ra hắn không đồng dạng một mặt. Hắn càng lạnh nhạt hơn, liền càng nghĩ đem hắn trở nên nhiệt tình, hắn vượt khắc chế, liền càng nghĩ để hắn lệch quỹ đạo mất khống chế. Nữ tầm mắt của người một mực ở trên người hắn lưu luyến, dịch ngôn liếc qua ngồi kế bên tài xế người, thanh âm lãnh đạm, nhìn cái gì? Nhìn dung mạo ngươi thật thật đẹp bị người trong cuộc bắt túi, thịnh vi ngữ tuyệt không chột dạ, ngược lại thẳng thắn, mỉm cười, ngôn ngôn, ngươi có thế thật thật đẹp a. À. Dịch ngôn mặt không thay đổi thu tầm mắt lại, tiếp tục chuyên chú lái xe. Thịnh vi ngữ nghĩ, hắn thích ứng năng lực nhất định rất mạnh, cho nên hiện tại liền đối nàng, tên thân mật, sinh ra sức miễn dịch, dĩ nhiên một điểm phản ứng cũng không cho. Chờ đèn đỏ lúc, ngoài xe chợt hạ mưa to, hạt mưa nện ở trên cửa sổ xe, phát ra tiếng vang trầm nặng. Bên ngoài một tiếng lôi minh, đinh tai nhức óc. Chỗ ngồi phía sau Triệu Hy quan ngạc nhiên kêu một tiếng, a, à, xét đánh á. Dịch ngôn đem cần gạt nước mở ra, từ giữa kính chiếu hậu bên trong nhìn nàng một cái, nhắc nhở, hảo hảo ngồi. Ánh mắt liếc qua trong lúc vô tình thoáng nhìn bên cạnh thịnh vi ngữ, ánh mắt dừng lại. Nữ sắc mặt người không thật là tốt, phía sau lưng áp sát vào sau lưng trên ghế dựa, tay vô ý thức bắt lấy dây an toàn. Hàm răng đem môi anh đào cắn đến trắng bệt, cánh môi có chút phát run, tự hồ đang đè nén tâm tình gì. Đằng sau truyền đến thổi còi thanh âm, nhắc nhở đèn xanh đã sáng lên, thúc giục bọn họ đi nhanh lên. Dịch ngôn thu hồi ánh mắt, mở ra trong xe âm hưởng, tiếp tục lái xe. Trong xe đàn xe lô khúc trầm bổng, lại ép không được bên ngoài nặng nề tiếng mưa rơi. Triệu hy quan, dịch ngôn bỗng nhiên mở miệng, cho a di hát một bài thịnh vi ngữ trở lại chung cư thời điểm bên ngoài còn đang hạ mưa to bạo phong vũ thanh âm bị ngăn cách tại phòng ở bên ngoài nàng có thể hơi an tâm một điểm từ khi trải qua sự kiện kia về sau nàng liền trở nên đặc biệt kháng cự bạo phong vũ cùng hắc ám thậm chí là e ngại hai cái này vô luận từ lúc nào đều có thể mở ra nàng muốn nhất che giấu chiếc hộp pandora chính nàng là học tâm lý học biết đó là cái cái gì mau bệnh, lại không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Thầy thuốc không từ y. Lăng Hy phát tới tin tức, nói có bằng hữu ngày hôm nay sinh nhật, sẽ chậm chút trở về, không để cho nàng dùng chờ, khóa chặt cửa. Thịnh vi ngữ trở về cái tin, chuẩn bị phao cái tắm nước nóng liền mang theo tai nghe đi ngủ. Bên ngoài mưa gió gào thét, để thịnh vi ngữ tâm tình không khỏi bực bội, dù cho bên cạnh ngâm trong bồn tắm bên cạnh tất cao giọng hát đều trấn an không được nàng tâm thần có chút không tập trung cảm xúc giống như là giác quan thứ sáu luôn có loại sắp gặp phải sơn băng địa liệt bất an ngâm nửa giờ bong bóng tắm nàng mới từ trong bồn tắm đứng lên tay vừa sờ đến khăn tắm liền nghe đến ba một tiếng trong nhà đèn diệt sạch trong tầm mắt một mảnh đen kịch. không phải đâu thịnh vi ngữ cả người đều cương tại nguyên chỗ nhịp tim như sấm nàng run run rẩy rẩy lên tiếng lăng hy là ngươi trở về rồi sao ngươi chớ đóng đèn a à, chớ cùng ta đùa kiểu này nàng cố gắng để cho mình đi cho rằng đây là tới từ bạn cùng phòng một trò đùa một giây sau liền có thể một lần nữa sáng lên ánh đèn có thế nàng phát trung âm cuối cùng ẩn ẩn giọng nghẹn ngào tiết lộ nàng lừa mình dối người lại lớn không được tâm tư người nàng đang sợ toàn thân lỗ chân lông đều đang kêu gào lấy sợ hãi, lông tơ dựng đứng, huyết dịch đều rất giống không còn lưu động, bộ da toàn thân cũng bắt đầu rét run. Phản phất có chỉ lạnh buốt tay, tại tham lam vuốt ve phía sau lưng nàng. Ý lạnh thấu xương, thẳng bức trái tim. Trong bóng tối, bên ngoài tiếng rít cùng tiếng sấm càng thêm mãnh liệt. Điện thoại hô hấp đèn lóe lên lóe lên, tản mát ra trong bóng tối duy nhất yếu ớt sáng ngời. Thịnh vi ngữ chết cắn môi, cố gắng để cho mình bảo trì trấn định, cố gắng để như nhũng ra cánh tay đi sử xuất khí lực, lục lọi vây lên khăn tắm, đi sờ tới điện thoại di động. Mượn điện thoại di động đèn pin cầm tay ánh sáng, nàng khó khăn nâng lên như nhũng ra hai chân, mở rộng bước chân, đi ra phòng tắm. Bên ngoài phòng tắm thế giới cũng hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm. Toàn bộ cư xá đều bị cúp điện. Thịnh vi ngữ cố nén cảm xúc, nghĩ gọi điện thoại cho Lăng Hy, điện quan bỗng nhiên tại lúc này lách vào phòng khách vài giây về sau bên ngoài ầm vang một tiếng lôi minh sâu mà thôi cầm điện thoại di động nữ nhân cả người đều kinh nhảy một cái điện thoại từ trong tay bắn ra thẳng đứng nện trên mặt đất vỡ thành ba cánh trong phòng duy nhất ánh sáng trong nháy mắt dập tắt lưu lại một phòng hắc ám bên ngoài tiếng sấm rền rĩ mưa gió đang gào thét đêm đó ký ức như lũ quét sụp đổ hướng nàng vọt tới càng quét còn sót lại chỗ có lý trí. Nàng ngồi sập xuống đất, hai tay bụng mặt, lạnh buốt nước mắt từ giữa ngón tay lăn xuống, trong cổ xuất ra kiềm chế buồn ngâm. Nữ nhân độc thân hãm trong bóng đêm, giống như một con lâm vào đầm lầy thú bị nhốt, đối với không biết cùng tử vong cảm thấy cực đoan sợ hãi, lại bất lực tự cứu. Bỗng nhiên, cổng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, ngột ngạt mà gấp rút. Thịnh vi ngữ từ trong bóng tối ngẩng đầu, tựa như vũng bùng bên trong người rốt cuộc đã đợi được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Lăng Hy Mừng rỡ bên trong mang theo tiếng khóc nức nở kêu một tiếng, nàng vuốt một cái nước mắt, viện cái ghế bên cạnh khó khăn từ dưới đất bò dậy, còn không có đứng vững, liền sờ lấy đen, lão đảo đi tới cửa. Trên đường đi va va chạm chạm, nàng cũng không để ý trên thân bị mẻ đến cùng đau nhất, cơ hồ là ngã tới cửa, lại đứng lên, vụng về mà cố hết sức mở cửa khóa, nàng sử xuất cuối cùng một cổ kình dùng sức mở cửa liền lại đứng không vững chân té xuống đất người ngoài cửa cánh tay dài duỗi ra kịp thời đưa nàng tiếp được thay nàng tiếp nhận ngã xuống đất giảm sốc lực nam nhân ôm ấp rộng lớn ngoài ý muốn ấm áp lồng ngực nhịp tim gấp rút như nổi trống giống như tiến hành cái gì vận động dữ dội một hơi chạy xuống lầu tám dịch ngôn khí tức có một chút hỗn loạn nữ nhân trong ngực nằm ở bộ ngực hắn nghẹn ngào như là thú bị nhốt toàn thân phát trung hắn có chút dùng lực đưa nàng ôm cực kỳ một điểm thịnh vi ngữ tỉnh lại điểm tác giả có lời muốn nói dịch giáo sư một mặt cao lạnh để cháu gái nhỏ hát một bài cháu gái nhỏ bảo câm miệng thì câm miệng nói hát liền hát ta không sĩ diện nha chúc mừng dịch giáo sư mở khóa mới tư thế ôm a à, mới tư thế cái từ này giống như có chỗ nào không đúng converter Lát Martin, Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 9 Thứ 9 khóa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đêm khuya 10 điểm Mưa bên ngoài còn đang tí tách tí tách dưới mặt đất, cọ rửa mảnh đất này. Đen nhánh cư xá lâu bên trong, một gian một gian sen vào nhau sáng lên đèn, tô điểm cái này mảnh hắc ám. Có điện, Thịnh vi ngữ nằm ở nam nhân ấm áp trong ngực, trên mặt nước mắt chưa khô, run rẩy thân thể dần dần khôi phục bình tĩnh. Dịch ngôn thấp giọng hỏi thăm, có thế đứng lên sao? Nói xong, hắn ý đồ buông tay ra, đối phương chợt càng chặt nhốt chặt hắn, đem hắn phía sau lưng áo sơ mi nắm chặt đến phát nhăn. Tự hồ chỉ cần buông lỏng tay, hắn liền sẽ lập tức biến mất, làm cho nàng lần nữa độc thân lâm vào băng lãnh trong bóng tối. Thịnh vi ngữ chôn ở trong ngực hắn, tiếng trầm mở miệng. Lại để cho ta ôm một hồi. Tiếng nói thấp mềm, còn mang theo chút giọng mũi, liền một hồi. Dịch ngôn không có lại nói tiếp, duy trì lấy tư thế như vậy, mặt nàng ôm. Dịch ngôn lần thứ nhất nhìn thấy yếu ớt như vậy thịnh vi ngữ, là ở cấp 3 nguyên đáng tiệc tối đêm đó. Khi là hắn cao trung sinh nhai cuối cùng một thứ nguyên sáng tiệc tối, cùng đêm nay đồng dạng, mưa lớn mưa to. Dịch ngôn yêu thích yên tĩnh, đợi không quen quá ồn hoàn cảnh, trực tiếp lấy sinh bệnh làm lý do, xin phép nghỉ về nhà. Hắn đêm đó không mang điện thoại, về đến nhà, mới phát hiện trên điện thoại di động 10 cái điện thoại chưa nhận cùng chưa đọc tin nhắn. Toàn bộ đến từ thịnh vi ngữ. Coi là lại là đối phương nhàn rỗi không chuyện gì quấy rối, hắn không lập tức nhìn. Lúc chuẩn bị ngủ, điện thoại lại vang lên một tiếng, mới tiện tay điểm tiếng vào một đầu chưa đọc tin tức vẫn là thịnh vi ngữ. Trong đêm 11 nửa điểm, nàng nói nàng ở trường học phòng học. Dịch ngôn đuổi tới trường học thời điểm, lầu dạy học khu đèn đã toàn tắt, trường học thống nhất khống chế ánh đèn nguồn điện. Thịnh vi ngữ bị khóa trái ở ban chính phòng học. Cửa không có khóa lại, chỉ là bị người từ bên ngoài đóng lại, người ở bên trong mở không ra, xem xét liền là cố ý hành động. Dịch ngôn mở cửa đi vào, mượn đèn tin cầm tay ánh đèn, tìm được co quắp tại phòng học nơi hẻo lánh người. Thiếu nữ từ trong khuỷu tay ngẩng đầu, trên mặt vệt nước mắt loan lỗ, sắc mặt trắng bệt, nhìn không ra một điểm huyết sắc. Biểu lộ ngây ngốc, hoàn toàn không gặp ngày bình thường đồ nghịch tiểu thông minh thời điểm giảo hoạt, càng giống là một con đã mất đi linh hồn con rối bé con, bị người vứt bỏ tại che kín cho bụi nơi hẻo lánh. Dịch ngôn đi qua, đứng ở trước mặt nàng, hỏi thăm, có thế, có thể đứng, lên, sao? nàng chậm rãi rung phía dưới, động tác cực nhỏ. Dịch ngôn hướng nàng duỗi ra một cái tay. Đối phương lại không có phản ứng gì. Hắn nhấp môi dưới, cho là nàng lại tại đùa nghịch ý định quỷ quái gì, ngươi, ngươi không nổi, ta, ta liền đi. Ta. Đau. Giọng cô gái khàn khàn, giống như là từ ít hầu trong khe gạt ra câu nói này. Dịch ngôn ngơ ngác một chút, vừa rồi không có chú ý, hiện tại mượn đèn pin cầm tay ánh sáng mới phát hiện tay phải của nàng lấy một loại quái dị tư thế vô lực buông thỏng dịch ngôn ngồi xuống thân đưa nàng ông ngang lên đi đi bệnh viện tùy tiện tìm nhà phòng khám bệnh đi ta không có tiền tìm tìm gia trưởng là biểu ca ta đánh dịch ngôn bước chân dừng lại cúi đầu nhìn xem nàng cái gì thịnh vi ngữ từ trong ngực hắn ngẩng đầu gạt ra một vòng cực nhỏ tái nhật cười, lặp lại vừa mới câu nói kia, biểu ca ta đánh. Nam sinh buông thỏng mi mắt trung lên một cái, hắn mấp máy môi, không có lại nói cái gì, trầm mặt ôm nàng đi ra ngoài. Dịch ngôn cuối cùng vẫn mang theo thịnh vi ngữ đi một nhà bệnh viện, trung tâm thành phố bệnh viện, cách trường học rất xa. Hắn không có đi cấp cứu, mà là trực tiếp đi một cái phòng. Trên đường tới hắn đã cho dịch mặt phát tin tức dịch mặt là hắn ca ca tại bệnh viện này thực tập đối phương đỉnh lấy một đầu loạn mau chào đón một mặt chưa tỉnh ngủ bộ dáng rõ ràng là vừa từ trên giường nắm chặt chuyện gì xảy ra đêm hôm khuya khoắt đem ta đánh thức đến bệnh viện làm tiểu cô nương tay thế nào dịch mặt mang theo nhà mình đệ đệ cùng hắn mang tới tiểu cô nương đi khoa chỉnh hình phòng để trực ban lão sư hỗ trợ chụp ảnh tử đánh thạch cao trên đường đi nói liên miên lãi nhãi hỏi hai người chuyện gì xảy ra nhưng mà không ai phản ứng hắn bị dịch ngôn mắt đau quét qua rốt cục thức thời yên lặng thối lui ra khỏi phòng bệnh thịnh vi ngữ toàn bộ hành trình đều trầm mặc nối xương đánh thạch cao thời điểm một tiếng đau cũng không có la qua chỉ nhíu mày đem môi của mình cắn đến trắng bệch dịch ngôn đi đến trước người nàng cho nàng lột một viên kẹo đường đưa tới miệng nàng bờ đây là mấy ngày trước đây nàng cưỡng ép nhét vào hắn đồng phục túi, một mực không có lấy ra. Thịnh vi ngữ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có chút nghiêng quá khứ, biêu đi rồi viên kia kẹo đường. Cánh môi gần sát đầu ngón tay lúc, nam sinh ngón tay, trung nhẹ lên. Quá lạnh. Thịnh vi ngữ thả xuống rũ xuống mắt, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm còn có chút cảm thấy chát, ngày hôm nay tiệc tối, chơi vui sao. Dịch ngôn ngơ ngác một chút, hắn không có đi trễ hội nhưng hắn không có nói thẳng, mà là gắn cái nói dối, chơi vui. Nữ sinh suy yếu nở nụ cười, lớp các ngươi biểu diễn tiết mục gì? Hợp sướng. Dịch ngôn dừng một chút, lần đầu tại trả lời thời điểm, kiên nhẫn đi bổ sung kỹ lưỡng hơn đáp án, hợp, hợp sướng, thịnh, giữa hè ca. Một giây sau, hắn lại nhìn thấy, nữ sinh bỗng nhiên bất ổn lắc hạ thân hình. Tự hồ là bị cái gì kích thích cực lớn, trên mặt cái kia xóa suy yếu cười cũng mất, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thịnh vi ngữ buông thỏng mắt, ánh mắt dần dần mơ hồ. Cứng rắn kẹo đường tại trong miệng chậm rãi hòa tan, ngọt đến cảm thấy chát. Trong phòng điều hòa không khí quá lạnh, lạnh đến nàng lạnh cả người. Tay phải cũng một trận nhất trận địa thấy đau, đau đến trong lòng nàng quất thẳng tới. Dịch ngôn, nàng nghe được mình toan sáp lên tiếng, thanh âm khàn khàn tới cực điểm, thậm chí mang tới nàng ghét nhất nhu nhuyễn giọng nghẹn ngào, có thể ôm ta một hồi à, có chút lạnh. Nam sinh không có trả lời. Nàng cúi thấp đầu, tự biết cái này thỉnh cầu vô lễ đến muốn mạng, ai sẽ đáp ứng. Có thế trong mắt chất lỏng nhưng vẫn không nghe lời tụ tập, tích tại trong hốc mắt, lại tràn ra tới, lạch cạch rơi tại chính nàng trên tay. Ấm áp xúc cảm tiếp tục không đến một giây, lập tức trở nên lạnh buốt. Vài giây về sau, mang theo hơi nóng áo khoác choàng trên thân nàng. Nam sinh cuối người, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi tay phải của nàng, nhẹ nhàng vòng quanh nàng, bên tai là hắn lồng ngực mạnh hữu lực nhịp tim. Còn có hắn nguội mà không được tự nhiên nói nhỏ. Liền, liền ôm, một, một hồi. Dịch ngôn vỗ vỗ người trong ngực, không có phản ứng. Thịnh vi ngữ ngủ thiếp đi. Thời gian dài khẩn trương cùng sợ hãi làm cho nàng tinh thần rã rời, hơi vừa buông lỏng, liền không cẩn thận đã ngủ. Dịch ngôn trong lòng nhiều phân bất đắc dĩ, nhưng cũng không có đưa nàng đánh thức, vòng lấy vai của nàng, đưa nàng ôm ngang lên. Nhìn quanh bốn phía vài lần, hướng mở cửa cái gian phòng kia phòng ngủ đi đến. Đem nữ nhân đặt lên giường, thay nàng đắp lên chăn mỏng. Sắc mặt của nàng rất kém cỏi, cho dù là ngủ, cũng nhíu chặt lông mày, tự hồ không có một khắc là thư giãn xuống tới. Dịch ngôn đứng tại bên giường nhìn trong chốc lát, Đầu ngón tay trên không trung dừng lại vài giây, nhẹ nhàng đặt tại mi tâm của nàng, vuốt lên ở giữa vết nhăn. Đợi nàng mi tâm rốt cục giãn ra, hắn ngồi dậy, chính muốn rời đi, người trên giường bỗng nhiên mở mắt ra. Đen kịp con ngươi, còn chưa kịp tập trung, nhìn có chút trống rỗng. Nàng lời gì cũng không nói, cứ như vậy thất thần nhìn xem hắn. Biểu lộ một lăng, giống như không có linh hồn. Dịch ngôn nhíu mày, đưa tay ở trước mắt nàng lung lay thoáng một tiếng, thịnh vi ngữ. Trầm thấp giọng nam, âm cuối mang theo có chút dương lên nghi vấn giọng điệu, thiếu đi mấy phần bình thường lạnh lùng. Thịnh vi ngữ ngơ ngác nhìn qua hắn, trung lên vài giây, bỗng nhiên liền cười. Sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ, nhìn qua dịch ngôn ánh mắt lại khó nén mừng rỡ. Nàng từ trong chăn rút tay ra, bắt lấy dịch ngôn tay, không cho hắn thu hồi đi, nhìn hắn trong mắt rốt cục nhiều hơn mấy phần sinh cơ, ngươi gọi ta cái gì? dịch ngôn cánh tay cứng đờ, không nói gì, chỉ trồng mắt nhìn xem nàng. Môi mỏng hơi khẽ miếng môi, tiết lộ ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này, không có như vậy vui vẻ. Bị người đùa bỡn, ai đều sẽ không cảm thấy vui vẻ. Phát giác được tay của người đàn ông có tránh thoát ý tứ, thịnh vi ngữ bắt càng chặt hơn. Nàng một cái tay khác chống đỡ giường, tiến đến dịch ngôn ngay phía trước, ngửa đầu nhìn qua hắn cười, khóe miệng độ công từ vừa mới bắt đầu liền không có hạ xuống qua nàng liền biết hắn không có quên không dễ dàng như vậy quên dịch ngôn nhíu mày lại có chút nghiêng đầu dời ánh mắt thịnh vi ngữ thịnh vi ngữ ý cười càng sâu nàng thích dịch ngôn hô tên của mình thịnh vi ngữ vô luận lúc nào ba chữ này từ trong miệng hắn ra đều là làm cho nàng tâm tình vui vẻ thuốc hay gặp hắn dời ánh mắt một mực mặt không thay đổi trên mặt tựa hồ có một tia không được tự nhiên, cho là hắn là bởi vì chủ động hô lên nàng danh tự, bại lộ hắn còn nhớ rõ mình sự tình, mà bởi vậy cảm thấy quẩn bách. Thịnh vi ngữ vui vẻ cong cong con mắt, đang muốn mở miệng, ngươi không mặc quần áo. Nam nhân bỗng nhiên lên tiếng, lạnh băng băng trong giọng nói, khó được lộ ra một tia mất tự nhiên. Thịnh vi ngữ sững sờ. Chậm rãi mà cúi thấp đầu, ánh mắt rơi xuống trên người mình. Vừa mới mất điện, quá khẩn trương vội vàng, nàng chỉ ở trên người bọc một cái khăn tắm. Thủ pháp còn rất thô ráp, như vậy dày vò, khăn tắm kết đã sớm buông ra, tùng tùng đổ đổ vây ở trên người nàng. Giờ phút này, nàng lại chống đỡ lấy thân thể hướng phía trước rất, như vậy tư thế, tiết ra trước ngực tốt đẹp xuân quang. Trong phòng ngủ, an tĩnh quỷ dị. Trên mặt một trận khô nóng, da đầu đều rung lên. Thịnh vi ngữ trầm mặt giật giật chăn mỏng, che ngực. Châm trước hồi lâu, nàng rốt cục mở miệng, dễ. Vi ngữ, ta đã về rồi. Phòng khách bỗng nhiên truyền đến nữ nhân thanh âm vui sướng, tiếng bước chân cách phòng ngủ tiệm cận, ta mang theo bánh kem, ngươi, lăng hy lời còn chưa nói hết, đánh trước một cái nấc. Tại nàng bạn cùng phòng trong phòng ngủ, nữ nhân ngồi ở trên giường, không đến nửa sợi, chỉ một tay dắt chăn mền che ngực khuôn mặt tuấn lãng nam nhân đứng tại một bên, lạnh lùng nhìn qua, ánh mắt bất thiện. Lăng Hy tại cửa ra vào lão đảo một chút, nắm lấy chốt cửa, điểm lấy chân lui về sau hai bước, ngượng ngùng gạt ra một vòng cười, quấy rầy. Dứt lời, liền phanh một tiếng đóng cửa lại. Dùng sức lại dứt khoát. Converter. Lát ma tiên. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 10 thứ 10 khóa. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thịnh vi ngữ trong giấc mộng. Một cái vi phạm với nàng 25 năm thường thức, lại dị thường xấu hổ mộng. Trong mộng dịch ngôn, đối nàng dịu dàng đến cực điểm. Ôm nhu ôm nàng, ôm nhu hôn nàng, ôm nhu vuốt ve nàng, ôm nhu bỏ đi y phục của nàng, liền phải ôm nhu tiến hành bước kế tiếp thời điểm. Chu Lâm Lâm bỗng nhiên mở ra xe cảnh sát tới, cho nàng mang lên trên còng tay. Chu Lâm Lâm là nàng cùng cha khác mẹ ác ma đệ đệ, tại nàng tìm đối tượng trong chuyện này luôn có thể cầm các loại hoa thức ý kiến phản đối. Tỷ như lúc này, xuyên đồng phục cảnh sát Chu Lâm Lâm hung tợn giáo huấn nàng. Cũng dám làm loại này mộng, ta muốn đem ngươi giam lại hảo hảo nghĩ lại. Thịnh Vi ngữ dùng sức dãy dụa, dãy dụa thời điểm điện thoại hung hăng quẳng xuống đất, vỡ thành ba cánh, nàng hô to. Tại sao muốn bắt ta? Rõ ràng là dịch ngôn chủ động dịch ngôn, cứu. Khi nhìn đến dịch ngôn trong nháy mắt, nàng ngừng lại lời nói. Không còn vừa mới vân vũ thì bộ kia dịu dàng bộ dáng, dịch ngôn mặt không thay đổi đứng ở đó, trong tay nắm điện thoại di động, lạnh băng băng mà nhìn xem nàng, lạnh lùng chất vấn nàng, vì cái gì không trở về tin tức ta. Thịnh vi ngữ như nghẹn ở cổ họng, vĩ khuất đến độ muốn khóc, ta không biết, ta. Nàng còn chưa nói xong, liền bị Chu lâm lâm cưỡng ép nhét vào xe cảnh sát, đưa nàng mang đi. Chói tai còi cảnh sát làm cho nàng đau cả đầu, một mực tại trên xe dãy dụa lăn lộn, trong hỗn loạn, dĩ nhiên giải khai cửa xe, lăn xuống xe cảnh sát. Phanh, vật nặng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thịnh vi ngữ gào một tiếng, che lấy bị mẻ đau đầu, từ dưới giường đứng lên. Đã lớn như vậy còn có thể ngủ rơi dưới giường, cũng chỉ có nàng. Thịnh vi ngữ vuốt vuốt cái trán nằm tại điện thoại di động ở đầu giường còn đang vang gấp rút tiếng còi cảnh sát. Cùng trong mộng cái kia chói tai tiếng còi cảnh sát không có sai biệt, đồng dạng làm cho nàng nhức đầu. Nàng bò lại trên giường, sờ tới điện thoại di động, đón lấy điện thoại. Làm sao hiện tại mới nghe? Điện thoại bên kia giọng nam mang theo lấy chút không kiên nhẫn. Đây là hắn thường có giọng điệu. Thịnh vi ngữ một lần nữa nằm lại trên giường, ngáp dài, chu lâm lâm, ngươi có bệnh gọi điện thoại tới được là Chu Lâm Lâm, nàng đệ đệ cùng cha khác mẹ, cũng là nàng độc hữu chung điện thoại di động duy một đối tượng. 22 tuổi nam sinh, mọc ra trương manh đến chảy máu mũi mặt em bé, lại cả ngày một bộ lạnh băng băng co quắp bộ dáng, tính tình cũng cứng nhắc, cũng không biết là di truyền ai. Chu Lâm Lâm tại điện thoại bên kia lạnh lùng mở miệng. Nghe nói ngươi cư xá tối hôm qua mất điện. Thịnh vi ngữ ngáp đánh tới một nửa, bị hắn kinh ngạc một chút, ngươi đây đều biết. Ngươi có phải hay không là cho ta phòng bên trong xếp vào giám sát? Vừa nói, ánh mắt bên cạnh tại gian phòng bốn phía băng khoăn, lại ra vẻ khen trương đạo. Chu Lâm Lâm, đây chính là phạm pháp, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi non liền có thể thụ luật bảo hộ trẻ vị thành niên, che chở, cảnh sát thúc thúc bắt người nhưng là muốn nhìn thân phận chứng, ngươi. Ngậm miệng. Chu Lâm Lâm không kiên nhẫn đánh gãy nàng kịch nhiều hắn vừa mới nhìn tin tức biết được bê thị tối hôm qua suốt cả đêm bạo phong vũ dẫn đến nguyên một khu vực mất điện tra xét một chút biết được thịnh vi ngữ ở cư xá cũng vừa cũng may mất điện phạm vi biết thịnh vi ngữ bệnh cũ trong lòng của hắn lo lắng lập tức gọi điện thoại quá khứ chuẩn bị an ủi hỏi một chút ai biết đối phương câu nói đầu tiên là ngươi có bệnh một bộ hảo tâm cho chó ăn nói chính là hắn chu lâm lâm mặc dù khí nhưng nghe nàng nói chuyện coi như bình thường, cũng yên tâm. Nhớ tới trước đó chuyện nào đó, hắn nghĩ nghĩ, giống như vô ý hỏi. Gần nhất trôi qua thế nào? Thịnh Vi ngữ đưa di động mở thành miễn đề, rời giường đi rửa mặt, vừa trả lời. Lần nữa khôi phục độc thân, tiếp tục phát ra tiên nữ hương khí, vẫn được. Chu Lâm Lâm. Ồ. Quả nhiên. Thịnh Vi ngữ nhíu mày, nói không chủ định động tác một trận ta chia tay, ngươi cũng không kinh ngạc một chút. Lúc trước đối nàng yêu đương việc này lo lắng đến sau bà chủ còn bà chủ, nghe được nàng chia tay, hắn bình thường phản hẳn, hẳn là là nhảy cẩn hoang hô mới là. Cũng không đúng, hẳn là mặt đơ nghiêm mặt nói với nàng một câu. Chúc mừng. Thịnh vi ngữ trầm mặt tiếp tục cho bàn chải đánh răng bên trên nói không chủ định. Nàng liền biết. Chu Lâm Lâm cười trên nỗi đau của người khác bản sự, so với ai khác đều mạnh nàng hững hờ hỏi một câu đống kia tư liệu sự tình là ngươi làm ra đoạn trước thời gian điện thoại di động của nàng bên trong bỗng nhiên thu được một đống hạ đình thu thập mười mấy cái muội tử tư liệu yêu thích còn có giao lưu hội kết thúc ngày ấy đặt danh dãy số phát tới hạ đình cùng tiểu tam một trong hẹn hò đêm trước đối thoại stren show. trừ chu lâm lâm nàng không ngờ rằng còn có ai có thế có bản lãnh lớn như vậy cùng nhàm chán như vậy, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Chu Lâm Lâm ngược lại là thẳng thắn, ta làm ra. Giọng điệu thậm chí còn có một từng tia từng tia nhỏ kiêu ngạo. Không cần nghĩ, thịnh vi ngữ cũng biết hắn dùng thủ đoạn gì, đơn giản chính là dùng tiền thu mua hạ đình người bên cạnh. Nàng chật chật lắc đầu, cảm thán, có tiền có thế sai khiến quỷ thần. Chu Lâm Lâm ở bên kia giáo huấn nàng. Về sau nhìn người chuẩn chút, đừng mù trông cậy vào ta giúp ngươi tìm nam nhân. Thịnh vi ngữ nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cũng không có để ngươi giúp ta. Cái gì? Không có gì, thịnh vi ngữ không dám chọc cái này đại thiếu gia sinh khí, nói sang chuyện khác. Tỷ tỷ ngươi ta quá ngư bức, người khác nghe xong là nữ tiến sĩ liền chạy mất dạng, ta đi đâu đi tìm nam nhân. Chu lâm lâm kinh thường, những người kia cũng không xứng với ngươi. Thịnh vi ngữ nghe vậy trầm mặt, mấy giây sau, bỗng nhiên trở nên đứng đắn, Chu thiếu gia, hỏi ngươi sự kiện. Chuyện gì? Chu Lâm Lâm cũng đi theo nghiêm túc lên, hắn biết rõ đối phương thói quen nhỏ. Thịnh vi ngữ biến đổi đứng đắn, liền thích gọi hắn Chu thiếu gia. Quả nhiên, đối phương trầm mặt hai giây, giọng điệu nghiêm túc hỏi. Ngươi là tỷ khống A. Chu Lâm Lâm. Chu Lâm Lâm. Nâng điện thoại di động nam sinh cái trán toát ra gân xanh, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Ngươi có phải hay không là run em mờ, nhất định phải hỏi nói ra ngược chết ngươi. Không được không được, quấy rầy chu thiếu gia. Thịnh vi ngữ cười ngượng ngùng, trong lòng nhã rảnh. Chu thiếu gia tính tình, vẫn là trước sau như một thối, không hề giống tên hắn cùng tướng mạo khả ái như vậy. Nhất lên cái này lạnh băng băng tính xấu, thịnh vi ngữ không khỏi nhớ tới một người. Một cái làm cho nàng cam tâm tình nguyện đương run em mờ người nàng yếu ớt thở dài, dường như đang lầm bầm lầu bầu, ta khả năng thật sự là rung em mờ, liền thích mặt nóng đi thiếp môn lạnh. Chu lâm lâm sững sờ, ngươi lại làm trò gì? Thịnh vi ngữ hiếp mắt cười cười, giúp ngươi tìm mới anh rể thành tựu. Trầm mặt hồi lâu, Chu lâm lâm bỗng nhiên mở miệng. Ta qua một thời gian ngắn liền về nước. Thịnh vi ngữ nhíu mày, nhanh như vậy. Ngươi lần trước không còn nói cuối năm mới có thể trở về sao? chẳng lẽ nghe xong ta tại cho ngươi tìm anh rể ngươi vừa vội rồi. Chu Lâm Lâm ngươi quả nhiên là tỷ khống a, à, ngươi. Đô đô tiếp, lời còn chưa nói hết, điện lời đã bị người đối diện cho cúp máy. Thịnh vi ngữ một bộ ta rất bất đắc dĩ bộ dáng, lắc đầu thở dài, ai, đệ đệ quá yêu ta làm sao bây giờ. Thịnh vi ngữ dùng sức lãng thời gian chấm dứt. Nàng đạo sư trở về nước. Thịnh vi ngữ đạo sư là cái hơn 50 tuổi tiểu lão đầu, chuyên nghiệp bên trên đại ngưu người rất có năng lực chính là tính tình cổ quái một chút cùng lão ngoan đồng nhìn không thấu duy nhất để thịnh vi ngữ mò thấy một điểm chính là hắn rất lãi nhãi thịnh vi ngữ một lần hoài nghi có thể là bởi vì hắn họ đường nguyên nhân năm trăm năm trước cùng thánh tăng là một nhà cho nên trời sinh sẽ niệm kim cô chú vị này đường thánh tăng trừ là chuyên nghiệp bên trên người nổi bật còn một mực tận sức phát triển hắn nguyệt lão sự nghiệp đối với đệ tử đắc ý của hắn, càng thích. Tỷ như hắn sau khi về nước, biết được thịnh vi ngữ khôi phục độc thân về sau, vẫn lo thiên sầu địa. Hai tuần về sau, bắt đầu vén tay áo lên dọn dẹp thịnh vi ngữ đi ra mắt. Thịnh vi ngữ trừ im lặng vẫn là im lặng. Lăng Hy nhìn có chút hả hê ha 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 ha. Không chịu nổi đạo sư mỗi ngày tại dưới mí mắt nàng xóa nước mũi lau nước mắt, tại nàng mang tai bên cạnh nghĩ linh tinh, lão sư cũng là sợ ngươi giống như lão sư hơn 40 tuổi mới tìm được đối tượng ba la ba la, rơi vào đường cùng, thịnh vi ngữ cầm hắn cho địa chỉ, đi chỗ đó ra mắt. Nàng thậm chí ngay cả đối tượng hẹn hò tư. Liệu đều không thấy? Nàng cũng không có ý định nhìn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Mặc vào màu đen ô vuông áo sơ mi, đúng quy đúng cũ mà đem nút thắt chụp đến phía trên nhất lại thay đổi tắm đến trắng bệt quần dinh, lấy mái tóc đâm thành hai cái tráng kiện biếm, trên đầu còn kẹp cái chiếu lấp lánh lão thổ cài tóc, lại đeo lên phó kính đen, thịnh vi ngữ bạn học chính là xuyên như thế một thân, hoa phục, đi phó hẹn. Ra mắt địa điểm định tại một nhà nàng quen thuộc nhà hàng Tây, lần trước tróc gian vượt quá giới hạn tra nam chỗ cũ. Xuyên cái này một thân, thịnh vi ngữ đi vào thời điểm, trên thân tụ mãn ánh mắt. Quen thuộc bị đủ loại ánh mắt, nàng đã sớm đem da mặt tu thành tường thành dày, tìm tới ước định số 7 bàn, ngồi xuống, hướng ngồi ở trước bàn chờ nam nhân hào phóng cười một tiếng, ngươi tốt, ta là thịnh vi ngữ. Tại nàng tọa hạ thời điểm, nam nhân rõ ràng ngây ngẩn cả người. Tự hồ là bị nàng đột nhiên xuất hiện hù đến. Thịnh vi ngữ càng muốn tin tưởng hắn là bị mình mặc đồ này hù đến. Bị hắn dạng này sáng loáng dò xét, thịnh vi ngữ cũng không thấy đến câu nệ tại đối phương dò xét nàng thời điểm, nàng cũng bất động thanh sắc đánh giá đối phương. Nam nhân tướng mạo ngược lại để nàng kinh diễm một cái chớp mắt. Mặt mày rất sạch sẽ, khóe mắt lại có chút dương lên, nhìn xem người thời điểm, luôn có một loại khác phong lưu. Môi hắn giật giật, tự hồ muốn hỏi cái gì, nhưng lại một mực chần chờ không nói. Thịnh vi ngữ nghĩ đến giải quyết dứt khoát, không có rảnh cùng hắn các loại khách sáo, nói ngay vào điểm chính ta là bị đạo sư giới thiệu đến ra mắt, hiện tại ta đến nói một chút tình huống của ta. Nàng hai tay khoanh hợp nắm, dựng trên bàn, đứng thẳng lên lưng cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Một bộ tiêu chuẩn đàm phán tư thế. Nàng nhìn xem nam nhân, chậm rãi mở miệng. Nói thực ra, ta đọc xong cái này tiến sĩ về sau, còn nghĩ xuất ngoại bồi dưỡng, cho nên ta bây giờ đối với kết hôn không có tính toán gì, cho nên 30 tuổi trước đó ta không cân nhắc kết hôn, 35 tuổi trước đó không cân nhắc sinh đứa trẻ, người đây có thể tiếp nhận sao? Gặp nam nhân trầm mặt, thịnh vi ngữ thỏa mãn câu xuống khóe miệng, lại ra vẻ tiếc nuối nói. Thật đáng tiếc, ta vừa mới nói, đều là ta ranh giới cuối cùng điều kiện, đã lý tiên sinh không thể tiếp nhận, chúng ta. Ta cảm thấy vẫn được. Nam nhân bỗng nhiên mở miệng. Thịnh vi ngữ sững sờ. Nam nhân cười cười, thân thể hơi ngửa, Dựa vào tại sau lưng trên ghế salon, hai tay vòng ngực, nhìn xem Thịnh Vi ngữ cười, cả người đều tản mát ra lười biến phong lưu khí chất, cùng vừa mới sững sờ bộ dáng tưởng như hai người. Cặp kia có chút hất lên cặp mắt đào hoa, nhìn cái gì đều giống như tại lưu tình. Hắn không vội không chậm mở miệng. Chúng ta ranh giới cuối cùng không sai biệt lắm, ta cũng là 30 tuổi trước không cân nhắc kết hôn, còn đứa trẻ, ta càng muốn không có con, đương nhiên. Hắn dừng một chút Người đến phong lưu. Nếu như thịnh tiểu thư nghĩ muốn trẻ con, ta cũng có thể cung cấp một ít điều kiện đặc biệt. Thịnh vi ngữ cảm thấy mình lần này khả năng gặp phải đối thủ. Trầm mặt vài giây, nàng nhìn hướng nam người, tiếp tục lấy lui làm tiếng, lý tiên sinh, kỳ thật ta. Đúng rồi, có cần phải uống nắng một chút. Nàng câu kia ta còn có hơn 1,800 độ sẽ di truyền cho đứa trẻ trọng độ cận thị còn chưa kịp nói ra miệng, nam nhân bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy nàng. Hắn bờ môi mang cười, bỉ nhân họ lâm, lâm ký. Thịnh vi ngữ sửng sốt một hồi lâu, nàng mặc dù không thấy đối tượng hẹn hò tư. Liệu, nhưng đường thánh tăng tại bên tai nàng niệm rất nhiều lần, lý tiên sinh, nàng xác định mình không có nhớ lầm. Khả năng duy nhất chính là. Đối diện nam nhân lại cười doanh doanh mở miệng, xác nhận nàng phỏng đoán. Mặc dù ta cùng thịnh tiểu thư trò chuyện vui vẻ, nhưng thật đáng tiếc ta chỉ là đến nhóm bằng hữu mà hắn câu nói tiếp theo càng trực tiếp gia tốc nàng tử vong lâm ký hướng nàng phương hướng sau lưng vẫy gọi dịch đại giáo thụ nơi này thịnh vi ngữ cảm thấy mình có thể ngay lập tức đi chết rồi nếu như thế giới này thật như vậy nhỏ tác giả có lời muốn nói dịch giáo sư ok cổng ta đi ra mắt rất ok lên bảng nhìn thấy rất nhiều bạn học mới id lớn giác cốt a thích tác giả điểm trái cất giữ văn chương đổi mới không bỏ sót converter lát martin bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video